Good morning, xin kính chào quý vị khán giả cùng đến với chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV trong ngày thứ hai đầu tuần hôm nay. Thứ hai đầu tuần nhưng cũng là thứ hai cuối tháng. Yeah. À, hôm nay là 30 tháng 9 năm 2024. Ngày mai chúng ta sẽ là ngày 1 tháng 10 rồi và trong tháng 10 thì dĩ nhiên là mọi người đều à, à, nghĩ tới cái ngày cuối tháng 10 đó là ngày Halloween. Nhưng mà bây giờ thì mình trở lại vào phần tin tức vào buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. À, chào Lê Thái và xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng Lê Thái, xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến anh Trực. Ngày hôm nay sáng ra mình đi làm là thấy trời nó như thế nào? Sương mù dày đặc. Như Được. vậy là ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ ấm hơn thường lệ một tí. Thường người ta nói là buổi sáng mà có sương mù đó thì buổi trưa sẽ ấm lên. Thì nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai tại vùng Orange County à, nhiều nơi nha sẽ lên tới 90 độ nhất là những vùng sâu vùng xa như là ở Riverside, San Bernardino và những vùng như là không có ở gần biển, ở gần biển thì nhiệt độ cũng khoảng 80 mấy thôi, nhưng mà vùng sâu vùng xa thì 90, 90 mấy có. Cho nên uh, sẽ là một ngày ấm ngày hôm nay và ngày mai và sau đó thì chúng ta sẽ có nhiệt độ lại bình thường của mùa thu. Dạ. Rồi, ngày hôm nay bản tin đầu tiên đưa đến với quý vị ngày hôm nay đó là bão Helen đã tàn phá một số những tiểu bang của Mỹ đặc biệt là từ Florida cho tới Georgia, tới uh, North Carolina, South Carolina, uh, Tennessee. Hiện tại thì người ta đếm được con số người thiệt mạng là hơn 100 người rồi thôi quý vị. Sáng hôm nay cho biết là hơn 100 người. Tuy nhiên, những cái cột anten phát sóng di động đó uh, đã bị gãy đổ trong cái trận lũ lụt cũng như là mưa to gió lớn của bão Helen đã làm cho những cái tín hiệu nó không có được à, à, phát sóng cho nên người ta vẫn đang tìm kiếm thêm nữa và đặc biệt là có nhiều vùng bị cô lập có nghĩa là nước lũ đó nó bao vây tất cả nguyên một cái thành phố những con đường bị hư hại rồi những cây đổ là những cột điện bị đổ nè nó làm cho cái cách mà người ta liên lạc với nhau không được cho nên vẫn còn có thể tìm ra được nhiều thi thể nữa sau khi mà dọn dẹp xong những cái đống đổ nát của bão helen hiện tại thì có khoảng mấy trăm người đang à, gọi là điều trị tại bệnh viện với cái nguy cơ là nguy hiểm đến tính mạng gần mấy ngàn người đang gặp trở ngại về vấn đề sức khỏe của họ trong trận bão hay lên và cũng như là hàng triệu ngôi nhà cũng đang bị mất điện và chưa có điện trở lại sáng hôm nay coi qua những tấm hình đó thì nhiều người nói rằng là chưa bao giờ thấy một cái cơn bão mà nó mạnh như vậy đây là một trong những cơn bão mạnh nhất uh, trong vòng uh, 50 năm qua đổ bộ vô miền đông của nước Mỹ. Qua những hình ảnh thì mình thấy là uh, thành phố hoang tàn hết thôi, với cái việc nhà mobile home ở Florida và ở nhiều tiểu bang đã gọi là nó trôi đi ở trên nước đó, giống giống như là 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 đồ chơi vậy. Rồi những cây đổ, những đống rác này kia, thưa quý vị, và nhìn lại những tấm hình thì mình thấy là không còn gì nữa hết nhiều người cho biết rằng là cái trận bão helen này đó họ nói rằng là họ sống ở đây rất từ lâu nhưng mà chưa bao giờ thấy một cái cơn bão mà nó mạnh như là bão helen trong cuộc đời của họ cho nên à, nhiều khi mà nhà, à, à, những cái cơ quan mà về thông báo về khí tượng thời tiết đó rồi cũng như là chính phủ cho biết là họ phải chuẩn bị này kia đó thì họ không nghĩ rằng là cái cơn bão khi mà ập vào thì nó lại mạnh cỡ như vậy cho nên họ đã cũng không có chuẩn bị gì kỹ càng hết, cho nên uh, cho nên khi mà chúng ta ở đây ở miền Nam California đó thì không gặp bão thường xuyên như là ở Florida hoặc những tiểu bang khác, nhưng mà thiên tai ở đây đó, đó là những cái động đất, động đất thì không có báo trước nè, cho nên uh, lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị. Uh, bạn bè ở những tiểu bang khác gửi hình cho mình thấy coi đó, Lê thái là thà, là người ta xếp hàng ở những cây xăng chờ đợi cả mấy tiếng đồng hồ để được đổ xăng. Tại vì khi mà xe có xăng đó thì khi mà có lệnh báo động thì người ta có thể đi xa được đó người ta lên những cái vùng cao hay là những cái nơi mà nó cái, cái đường đi của cơn bão nó không có đi qua thì nó cũng à, không có bị thiệt à, hại gì nặng nề đó cho nên người ta đi đổ xăng hoặc là tới những cái tiệm mà vật liệu xây dựng à, để mà mua những cái tấm ván che lại những cái cửa sổ nhà mình đó nó không bị gió hay là không bị à, À, bão làm thiệt hại bể kiến vân vân cho nên à, khi mà có những cái lệnh mà đề phòng chống bão đó thì thưa quý vị à, chúng ta cũng phải nên để ý à, qua những tấm hình ở đây đó trên mạng xã hội họ đăng lên hay là những nơi mà lấy tin tức họ chụp những tấm hình lại đó là có những nơi đó người ta về đến đây người ta nhìn thấy thì không còn cái nhà người ta nữa chỉ còn miếng đất không thôi à đồ đạc với lại nhà người ta đã trôi đi mà nó sập đổ hết rồi đó, thưa quý vị bây giờ cây cối đổ những nửa đường à, có những con đường để đi vô những cái thành phố những cái xa lộ đã không còn đi được nữa tại vì đang là ngập nước đang là bị đá nó nó chùi xuống rồi đã đất lở rồi cây đổ rồi cột điện đổ rồi vấn đề mà điện nó gặp nước nữa nó cũng gây nguy hiểm đó cho nên à, có nhiều vùng đang bị khuyến cáo là không nên trở lại những cái nơi đó sau khi dọn dẹp xong họ sẽ thông báo là khi nào trở lại được để mình Nhìn coi cái nhà mình ở đó nó còn hay không Hoặc là nó có bị hư hại gì hay không đó Thì hiện nay đó người ta đang đối phó với vấn đề thứ nhất Là đi kiếm những người thiệt mạng Những người bị thương uh, Những người trong tình trạng gọi là cần phải được chăm sóc y tế nè Rồi thứ hai nữa là vấn đề nước uống sạch Phải được cung cấp Điện phải phục hồi trở lại Cũng như là những con đường mà dẫn vô những thành phố Những con đường chính, những con đường lớn Những xa lộ mà vòng vòng những cái khu vực mà bão tới đó là cần phải được dọn dẹp để người ta có thể tiếp cận được với lại những nơi mà bị bão đó xảy ra chứ mà bây giờ cái hệ thống anten của di động không có rồi những cái cơ quan mà loan báo tin tức địa phương như là đài radio đài tv đó thì người dân người nào mà có được những cái thiết bị cầm tay đó mà có thể nghe được thì người ta trông chờ vào những cái đó thôi chứ không có còn cách nào khác để mà À, có thể liên lạc được với lại những người thân những người bên ngoài hay là nghe được tin tức coi là bão à, nó đã tới đâu rồi à, những thiệt hại những khu nào khu nào đã được mở lại rồi này kia Nhưng trong suốt thời gian qua thì chúng ta chứng kiến là bão nó nó đổ dồn hết rất là nhiều, ừ. nhiều nơi ở châu Á Việt Nam rồi sang cả Hoa Kỳ và đây là một cái trận bão mà cũng rất là mạnh nhất cũng gây thiệt hại rất là nhiều về người và cổ. thưa quý vị cái uh, trận bão này đó thì theo như dự đoán thì, thì đã làm thiệt hại và sẽ tiêu tốn của chính phủ từ 15 tỷ cho tới 100 tỷ đô để mà phục hồi lại tất cả những cái thiệt hại do cơn bão Helen này. Ờ, mới đầu thì mình nghe cái bão Helen đó, ờ, mình thấy rõ ràng là đây là cơn bão cấp 3 thôi, thì chưa có gì mà thấy nó nặng nề. Nhưng mà khi mà nó vào rồi đó thì nó cái sức mạnh của nó ghê thật. Nó lên cái cấp đại học rồi. Thật sự là nghe những tin bão, ừ. học nhìn những hình ảnh rất là đáng thương thưa quý vị. À, ngày hôm qua cuối vào ngày hôm qua thì à, thống đốc tiểu bang à, California, ông Gavin Newsom cũng đã phủ quyết một cái dự luật nhằm củng cố các khiếu nại về những cái bệnh do nhiệt của người làm nông trại khi mà họ phải đối mặt với những cái nguy cơ ngày càng gia tăng của nhiệt độ cực cao khi mà biến đổi khí hậu và mùa hè nắng nóng ở Cali. À, cái dự luật này thưa quý vị nó nhằm giúp cho những cái người làm nông trại người ta dễ dàng nhận được những cái bồi thường của những người lao động hơn khi mà họ khiếu nại rằng là họ bị bệnh do nhiệt khi mà đang làm việc ở ngoài nông trại hoặc là trong nhà. Cái dự luật tên là 1299 của Thương viện đã được Liên đoàn Công nhân Nông trại Hoa Kỳ đưa ra và họ cho biết rằng cái dự luật này rất là cần thiết để mà bổ sung cho việc mà thực thi yếu kém các quy tắc an toàn nhiệt tại nơi làm việc của tiểu bang. Và trong cái thông điệp phủ quyết của mình vào ngày hôm qua đó, thì ông thống đốc tiểu bang Gavin Newsom, ông đã viết rằng là cái việc mà thực thi các cái quy tắc an toàn nhiệt chỉ nên thực hiện bởi những cái cơ quan an toàn tại nơi làm việc của tiểu bang mà thôi và sở an toàn và sức khỏe người nghiệp à, chúng ta hay nghe là cái sở đó viết tắt là cal osha và không được xác định bởi một cái hệ thống bồi thường của người lao động riêng mà các quy tắc về nhiệt ngoài trời cũng đã có hiệu lực trong rất là nhiều năm qua hơn 20 năm qua yêu cầu người sử dụng là phải là sử dụng người lao động cung cấp bóng râm nước và thời gian nghỉ ngơi cho những cái người mà lao động ngoài trời và theo dõi thêm những cái dấu hiệu về nhiệt, về uh, các nguy cơ cao trong ngành công nghiệp hay trong những ngành nghề xây dựng. Và năm nay thì tiểu bang California của chúng ta cũng đã bổ sung rất là nhiều những cái quy tắc tương tự cho những cái người lao động làm việc trong nhà trong cái thời gian nắng nóng. Riêng phòng thương mại ở California thưa quý vị và những cái công ty mà người ta uh, bán bảo hiểm, người ta phản đối cái dự luật này bởi vì cái lập luận họ cho rằng đó nó sẽ trộn lẫn cái hệ thống bồi thường của người lao động với à, những cái việc mà thực thi các quy tắc an toàn một cách không công bằng và theo đó thì cái dự luật này có thể sẽ gây ra cho người sử dụng lao động và các công ty bảo hiểm những cái thương tích không liên quan và cho biết rằng là điều này là không cần thiết khi mà à, phải thông qua cái dự luật này một cách à, Uh, nhẹ nhàng như vậy tại vì người ta nói rằng là những công ty bảo hiểm đó, trong vòng những năm qua đó thì cái số người mà bù, đền bù bảo hiểm đó, chưa tới một thưa quý vị uh, và đây là một cái thông tin về uh, uh, thống đốc bang ông mới phủ quyết trong ngày hôm qua quý vị dưỡng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ trở lại Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đi trên một cái chuyến bay nào đó, ừ. thì cái chuyện mà phục vụ về gọi là thực phẩm ăn uống cũng như là những cái an toàn của chuyến bay, rồi những cái phục vụ của những cái chiêu đại viên, còn phi hành đoàn sẽ khiến cho những cái hành khách ở trên đó người ta cảm giác là thoải mái hay không thoải mái thì nó phụ thuộc vào tất cả những cái yếu tố liên quan nhiều cái khung nhiều cái mục ở trong cái chuyến bay đó, Thí dụ như về ăn uống, về cách phục vụ, cung cách của tiếp viên hàng không, rồi lên chuyến bay check in bay chuyến bay đúng giờ hay không, rồi máy bay nó có phục vụ mọi cái nó nó dễ thương nó vui vẻ hay không, thì đó là một cái chuyến bay tốt cộng với là nếu như mà mình mà bỏ tiền ra mình mua một cái ghế gọi là ghế thương gia, cái hạng thương gia, giá vé thương gia để mà chúng ta ngồi trong cái khoang uh, thương gia đó thì chắc chắn rằng là chúng ta muốn được sử dụng muốn được mình được đối đãi giống như là một cái người gọi là nó bơ phẹt hơn nó, 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 tốt hơn những cái hạng hạng khác khi mà chúng ta bỏ số tiền thêm vậy nhưng mà không phải khi mà mình bỏ tiền vé cái hạng thương gia chúng ta ngồi trong cái ghế đó thì chúng ta lại được trải nghiệm những cái gọi là cái phục vụ tối ưu giống như những cái hãng hàng bay hàng máy bay khác ngày hôm qua thưa quý vị thì một hành khách của hãng hàng không Air India là hãng bay này là của Ấn Độ À, cô tuyên bố rằng là cô đang bị bệnh bị ốm khi mà cô ăn một cái trứng ốp la đầy gián trong cơ bữa ăn giữa cái chuyến bay của Air India cái sự việc này nó diễn ra như thế nào thưa quý vị à, cô tên là Suyesha Savan là một cái người hành khách đã bay từ New Delhi đến New York vào ngày 17 tháng 9 trên chuyến bay Air India cô lên mạng xã hội cô chia sẻ về cái bữa ăn tồi tệ của mình ở trên một cái gọi ở trên cái cái mạng twist cái mạng uh, x của mình rồi cô nói rằng là chưa bao giờ cô có có trải nghiệm mà tồi tệ như vậy khi mà cô ăn một cái thức ăn mà có một cái con gián nó đã chết trong đó còn với lại vài cái ốp la mà cũng, cũng có vài cái con gián con nó nằm ở trong cái trứng ốp la đó thì cô nói rằng là cô đã tìm thấy một cái con gián trong cái món trứng ốp la của mình được phục vụ cho cô ở trên chuyến bay air india từ new delhi cho đến new york và đứa con gái 2 tuổi của cô cũng đã ăn hết hơn một nửa số trứng đó cùng cô. Khi mà hai mẹ con cùng phát hiện ra điều này thì đã muộn rồi. Kết quả là cô đã ăn vào và cô cảm giác là có người cô bị ngộ độc thực phẩm. À, người mẹ này giận dữ và cô cũng là một trong những người làm nghề báo, làm nghề truyền thông thưa quý vị. Cô đứng kèm một cái đoạn video, cô tweet ở trên cái mạng xã hội của mình. á Cô ghi lại toàn bộ những cái gì mà cái chứng bày này nó, nó nó gây ra. Cô nói rằng là chưa bao giờ mà cô thấy một cái, cái gọi là một cái một cái trải nghiệm mà kinh tởm khi mà đi trên cái chuyến bay này, cái này là lời lẽ cá nhân của một cái cô ghi trên mạng xã hội nha, chứ không phải là lời lẽ của Lê Thái và trong bài báo này người ta nói như vậy, à, cô nói là cái độ cái túi mà đựng đồ ăn ở trên ghế đó cũng không sạch, có những cái chai đựng rác nằm trong đó luôn, có nghĩa là người ta không có dọn những cái đồ mà hành khách của những cái chuyến bay trước nằm trong cái 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 bát phía trước cái ghế đó, người ta không có dọn, rồi khi mà cô nói cô báo với lại cái nhân viên về điều đó thì họ nói rằng à, xin lỗi đó là một cái sự thiếu sót của chúng tôi xong rồi họ im luôn họ nói họ không có giải quyết cái sai lầm đó rồi những cái bài đăng của cô đưa lên trên mạng xã hội nhiều người người ta cảm giác rằng là cái tiêu chuẩn của cái ngành hàng không ở India nó nó đã diễn ra như thế nào trong suốt những năm qua rồi một cái người phát ngôn viên của hãng hàng không Air India người ta cho biết rằng người ta cũng biết về cái sự việc này và hãng hàng không này cũng nói rằng là đang làm việc với các đơn vị các cơ quan cung cấp cái dịch vụ ăn uống có uy tín và mà là những cái cơ quan này người ta cung cấp những cái đồ ăn cho những hãng hàng không hàng đầu ở trên toàn cầu và cũng có các các quy trình mà người ta vận hành rất là nghiêm ngặt cùng với nhiều lần kiểm tra để mà bảo đảm cái chất lượng bữa ăn phục vụ cho khách hàng của họ ờ, rất là tốt nhưng họ không biết lý do tại sao mà nó lại phát phát hiện ra điều đó riêng cô nói rằng là trong suốt 15 giờ đồng hồ mà cô bay ở trên chuyến bay đó là hệ thống giải trí gọi là cái kênh giải trí ở trên cái màn hình phía trước cái ghế đó hoàn toàn là nó không hoạt động có nghĩa là mọi khách hàng vô đó người ta muốn vô coi phim người ta muốn vô giải trí nghe nhạc hoàn toàn là nó không có hoạt động Xong suốt 15 giờ đó mọi thứ đều bị hư hỏng cả và cô nói rằng là cái chuyến bay này khủng khiếp thậm chí là những cái ghế nó còn dơ nó có có sát những cái con gián hay là của phân những cái con dáng thưa quý vị nó còn bị dính vô trong những cái ghế ghế ngồi á nó dính ép vô trong cái ghế đó mà còn nguyên của một cái xác con dáng như vậy và nói là không phải là riêng cái ghế của cô ở trên cái chuyến thương gia cái hàng hàng thương thương gia của cô mà cũng nhiều cái ghế khác cô nhiều là coi như là nội thất bên trong không được tẩy rửa sạch sẽ vẫn rất là dễ giấy khi mà đi trải nghiệm của cô trên cái chuyến bay này à, em thì chưa có dịp đi cái hãng hàng không này anh Trường có dịp đi chưa chưa, chưa bây giờ đi hãng air india này hết nhưng, nhưng mà À, nói về những chuyến bay đường dài đó, thí dụ như là cái chuyến bay của cô này là, là từ Ấn Độ mà bay qua, mà à New, qua, York. qua New York, dạ, vâng. à, thì tôi cái chuyến bay đường dài đó mà tôi đi đó thường thường là đi vào đi về những nước Đông Nam Á, thí dụ như là mình đi những cái hãng mà Việt Nam mình hay đi, người Việt Nam mình hay đi như là như là Eva Airline, Airline nè, hay là Asian Airline, Korean Airline Uh, china airlines uh, japan airlines này kia thì mình đi những cái chuyến bay mà đi về đông nam á đó nhiều thì là đó là những chuyến bay đường dài nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm mà tôi đi như vậy đó thì không thấy uh, cái sự phục vụ uh, nó tệ như là cái hãng air india đó uh, kể cả những cái hệ thống kênh giải trí truyền hình này kia cũng không coi được vì nó bị hư hết rồi hoặc là dơ bẩn không có được tẩy rửa chùi sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ, sau những chuyến bay hoặc là đồ ăn nó có dán này kia đó. À, thì chưa có kinh nghiệm đó bao giờ cả, cũng may lắm. Đó, chưa gặp kinh nghiệm đó chắc là mình cũng phải có một bài viết ở trên uh, Facebook này kia. À, đa số đa số là những chuyến bay mà tôi đã đi rồi đó thì, thì phục vụ rất là tốt. Đó, không hiểu tại sao mà hãng Air India lại tệ như vậy. Nhưng mà nói về những cái uh, sự phục vụ ở trên những chuyến bay đó thì cũng được, xin được nhắc lại cùng với quý vị là đây là cái bản tin uh, cách đây khoảng chừng một tháng hơn. Hãng Delta airlines nha quý vị nha, uh, chuyến bay uh, số là 136 từ Detroit mà bay tới Amsterdam. Cũng là chuyến bay đường dài, trên máy bay có 277 người từ Detroit tới Amsterdam. Nhưng nửa chừng phải dừng ở phi trường uh, John F. Kennedy New York tại sao một số hành khách cho biết rằng là khi họ được mang thức ăn ra thì họ thấy cái mùi thức ăn nó bị chua rồi oh, thế thì làm sao mà thức ăn nó bị chua làm sao trên máy bay có được những cái thức ăn như vậy thì thưa quý vị thường là những hãng máy bay mà bay đường dài đó thì họ có một cái cơ sở đưa ra những cái hộp đồ ăn như vậy sản xuất và những cái hộp đồ ăn như vậy đó thường thường cái, 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 cái cơ sở đó nó nằm trong sân bay đó hay là gần sân bay. Rồi khi mà họ cái nhà máy sản xuất ra những cái hộp đồ ăn đó như vậy đó thì họ đưa tới phi trường rồi phi trường cách ở trong cái nhà kho uh, có máy lạnh mà, cho nó mát. Rồi sau đó đưa lên máy bay mỗi khi mà máy bay ngừng lại. Quý vị cũng để ý là nếu mà mình ra phi trường đó mình thấy một chiếc máy bay mà ngừng lại rồi hành khách bước ra rồi mình đang chờ họ bước ra hết rồi. Sau khi dọn dẹp xong thì bắt là mình đi vào trong máy bay đó để mình đi tiếp đó. Thì có những cái xe họ chở những cái khay đồ ăn đó tới trong những cái thùng bằng nhôm đó quý vị. Rồi đẩy lên máy bay. Thì hãng Delta Airlines cho biết rằng là sau khi cách cánh được một chừng 1-2 một, tiếng thì bắt đầu hành khách được phục vụ thức ăn mà khi thức ăn được mở ra thì nhiều người nói rằng là ôi sao cái mùi này nó chua hư rồi thế thì hãng máy bay uh, cố gắng liên lạc với lại uh, hệ thống ở dưới mặt đất và ở dưới cho biết rằng là nếu mà đồ ăn bị hư như vậy đó thì sẽ không có đồ ăn khác để mà cho hành khách ăn trong một chuyến bay dài thế thì phải đáp khẩn cấp ngay khi đáp khẩn cấp thì nhân viên y tế đã ngay uh, tiếp cận ngay với máy bay và họ hỏi rằng là có ai cần phục vụ y tế hay không thì trong 24 người là có 10 người phi hành đoàn và 14 hành khách. Họ nói là là họ thấy bị chua nhưng mà họ cứ ăn coi nó làm sao thì nó cảm thấy không được tốt lắm cho sức khỏe nhưng mà họ từ chối được chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện. Họ nói rằng là chắc chắc cho tôi vài viên thuốc đi này kia thì tôi sẽ không sao đâu. Thế thì có nhiều người bức xúc họ nói rằng là tôi không muốn ngừng lại ở phi trường này tôi muốn tới amsterdam đúng giờ tôi có một cái cuộc họp quan trọng nhưng mà bây giờ lại phải ngừng lại đó cho nên không phải là air India hay không à, nhiều hãng máy bay cũng gặp trường hợp đó à, nhiều khi đó một cái cơ sở sản xuất ra thức ăn làm thức ăn vô những cái hộp rồi mang lên cho hành khách đó cái cơ sở đó đã lấy cái nguyên liệu từ một cái chỗ nào đó mang tới nhiều khi nó bị à, nhiễm chất E coli hay là nhiều bạc nhiều, nhiều cái loại vi khuẩn thì cái trong thức ăn đó, nhiều khi họ không biết nữa, đến khi mà đưa ra cho máy bay rồi, máy bay bay lên rồi thì đó họ nhận được là oh, phải hủy ngay cái đồ ăn đó đi tại vì những, những cái đồ ăn đó nó bị uh, nhiễm khuẩn đi thì nó đã thông báo không còn kịp nữa. Đó, cũng có thể nhiều trường hợp xảy ra và trường hợp của hãng Delta Airlines thì đang bay nửa chừng phải đáp xuống một phi trường khác, chuyển đổi uh, dọn dẹp những cái đồ ăn đã bị hư, bị chua, bị thiêu và lấy đồ ăn mới lên để cho khách hàng vậy chuyến bay dài cần phải có đồ ăn mà đó cho nên không phải là Air India, India hay không Delta Airlines cũng bị nữa và United Airlines cũng bị nữa chúng ta sẽ quay lại xem một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay thì một bản tin từ Arkansas thưa với quý vị à, một cặp vợ chồng trẻ à, người chồng là Darian Urban 21 tuổi và Charlene Eller 20 tuổi đã bị bắt về tội à, không nuôi con đúng cách hoặc là ngược đãi trẻ em hai vợ chồng thì có một đứa bé mới sanh khoảng chừng vài tháng tuổi thì không biết lý do gì thì hai vợ chồng mang đứa bé đó tới một cái khu cắm trại mà trong đó thì có nhiều gia đình đang cắm trại ở trong đó và đi đến từng cái lều, từng cái nơi cắm trại của từng gia đình một và có ý định là bán con của mình với giá một ngàn đồng, một ngàn đồng thôi, một ngàn đô la cộng với lại vài vài lon bia. À, thì cặp vợ chồng này đã bị bắt và đang bị uh, điều trị thêm nữa. Thì chuyện xảy ra vào ngày 21 tháng 9 tại một khu campground, một cái khu cắm trại ở Arkansas. À, thì người ta thấy là có một cặp vợ chồng trẻ thông hơi bị xỉn say xỉn nha và ấm đứa con đấm đứa em bé gẫm ấm, ấm một em bé là con của mình đó với với vài tháng tuổi thôi và đi tới hỏi một người có tên là Crawford ngày hôm nay thì họ cho biết là những cái tên này đã được thay đổi một người tên đàn bà tên là Crawford bà đang cắm trại cùng với gia đình của bà và họ và cái cặp vợ chồng trẻ này nói rằng là bà có thể giữ con của tôi qua đêm được không? Đó, đổi cho tôi lấy 12 lon bia thôi. đó thì bà này thấy cặp vợ chồng này say xỉn và có ý định như vậy thì bà bà nói rằng là ô oh, bây giờ thì nếu mà có được một đứa bé chỉ có vài tháng tuổi thôi mà để cho cặp vợ chồng này mà cứ ôm con đi lang thang như vậy đó thì sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé. thì bà này bà mới giữ đứa bé đó qua đêm và cho hai vợ chồng kia vài lon bia như là họ mong muốn. Thế thì sau khi mà hai vợ chồng trẻ này quay lại với bà Crawford, thì hai vợ chồng cùng với bà Crawford đi đến một cái nơi cắm trại khác cũng trong vùng, cắm trại khác cũng trong cái khu vực cắm trại đó đó, gọi à, là cái campground đó, đó gặp một ông tên là Martin và nói rằng là các vợ chồng trẻ này cũng nói với ông Martin, ông có thể giữ con của tôi qua đêm nay nữa được không? Và à, nếu được thì ông có thể giữ con của tôi luôn với giá là một ngàn đồng và sáu lon bia. Thế thì ông Martin, à, người ok liền và nói rằng là chúng ta cần phải có một cái bản hợp đồng cũng như là à, xác định rằng đây là con của hai cái người trẻ này. Đó, thì ông bắt đầu lấy điện thoại di động của mình ra, ông quay, quay cái hợp đồng đó đó và đồng thời ông viết một cái tờ giấy là tôi tên là chồng tên là Durban, Durian Urban và bà vợ là Salin L. L 20 tuổi một người 21 người 20 chồng 21 chồng vợ 20 tôi đồng ý giao con của tôi cho ông Martin với giá là 1.000 đồng và 6 lon bia đó thì khi mà hai người này ký tên vô cái tờ giấy đó và đồng thời cũng miễn truy tố trách nhiệm cũng không bao giờ gặp lại đứa con cũng như là không bao giờ liên lạc với đứa con của mình và liên lạc với ông Martin này nữa thì ông Martin là cái người mà thảo ra cái nội dung đó và nói rằng là ông Martin bây giờ là có quyền nuôi cái đứa này cho đến khi nó lớn lên và không có còn liên lạc gì với cha mẹ của chúng nữa hết á thì ông quay video đó lại để làm bằng chứng và ông nói rằng là ông có thể ra tòa để xin phép nuôi đứa bé này một cách nó an toàn hơn là để cho hai vợ chồng này đi bưng con đi ừ. đi rảo trong quanh cái khu cấm chạy đó mà cứ hết người này người kia sau khi ngày 21 tháng 9 thì ông làm cái đó xong hết rồi thì ông liên lạc ngay với cái cảnh sát ông mà khi gặp si sợ cảnh sát tới điều tra đó thì cái ông mà này cũng hơi hơi say nữa thì đi cắm trại ngủ trong đêm trong rừng thì uống say xỉn là chắc là ok rồi thì đi ông này ông mới báo với cảnh sát tôi thấy hai vợ chồng đó có ý là bán con rồi tôi thấy hai vợ chồng đó Uh, nuôi đứa con này không có đúng cách và có thể như là nó bạn đang bị ngược đãi và cái tình trạng sức khỏe của đứa bé cũng đang rất đáng được chú ý nữa đó cho nên thưa quý vị uh, ông Martin liên lạc với lại sở cảnh sát địa phương sở cảnh sát địa phương tới và lấy đứa bé giao cho sở xã hội đồng thời lấy cái video đó lấy cái bằng chứng trên giấy giấy viết đó và đã bắt được hai vợ chồng trẻ này hiện tại thì uh, cái người chồng được bảo lãnh tại ngoại là 50.000 đô ra ra tù rồi nhưng bà vợ là 20 tuổi là à, là cái cô này đây thì thưa quý vị vẫn đang ngồi tù để điều tra thêm à, cũng được biết đó, là khi mà đi vòng vòng để hỏi những người đang cắm trại trong cái khu vực đó là có muốn giữ đứa con của họ qua đêm hay không với bia và tiền đó thì hai người này cũng tâm sự nói rằng là nhà có tới ba con chó để nuôi rồi bây giờ thêm một đứa bé nữa thì không chịu nổi à y và um, cho nên họ cũng đang điều tra coi là ba con chó đó có bị ngược đãi với súc vật hay không nữa đó cho nên vẫn đang điều tra và được biết rằng là, vào năm ngoái thì cái cái ông cái anh chàng trẻ này là anh chồng trẻ này nè à, 21 tuổi nè có lên trên mạng là một cái quỹ GoFundMe và nói rằng là à, chúng tôi sắp có đứa sắp có đứa con đầu lòng và tình trạng tài chánh thì rất là kiệt quệ và rất là uh, khổ để chăm sóc cho đứa trẻ sắp sinh cho nên uh, gây quỹ để coi có ai có thể cho vào cái tiền vào trong cái quỹ GoFundMe đâu nhưng mà bài báo thì không cho biết rằng là cái quỹ GoFundMe này có được ai cho tiền hay không nhưng mà tới bây giờ đó thì 21 tháng 9 vừa qua đã cách đây chừng tuần hai tuần gì đó ha thì đã mang con đi khắp cái khu vực cắm trại qua đêm của những người trong trong cái trại đó và để hỏi để bán con mình với giá 1.000 đồng và 6 lon bia. Còn rất là trẻ, 21 ừ. tuổi. 21 tuổi à, quá ừ, trẻ, quá trẻ. Uh, ngày hôm qua thưa quý vị thì có bốn người đàn ông uh, từ ở quận uh, Los Angeles bị bắt vì tội ăn cắp tiền mặt và tài sản từ một cái chiếc xe hơi ở thành phố Irvine ở quận Orange County của mình. Ờ, trong đó thì khi mà một cái người đàn ông đó, uh, đã vào trong ngân hàng để mà rút tiền thì cái người đàn ông đó thưa quý vị đã cất tiền vào trong xe của mình và uh, đi vào trong Walmart ừ. để mà đi mua một số đồ nữa thì ông người đàn ông này cũng không có nghĩ rằng là mình đang bị theo dõi mới để tiền ở trong xe rồi đi vào trong Walmart mua đồ và theo sở cảnh sát ở vai thì có một cái nghi phạm đã đến nhìn vào trong cái xe xong rồi đập vỡ cái cửa sổ xe của nạn nhân và lấy đi uh, cái giỏ mà đựng tiền đó tiền mặt rồi cùng với lại nhiều cái tài sản cá nhân khác ở trong cái chiếc giỏ đó uh, ở trong xe rồi mới leo lên xe dông đi mất thì rất là may thưa quý vị có một cái nhân chứng ở gần đó người ta đã quay được cái video đó rồi gọi đến sở cảnh sát ở uh, vai và báo cáo cái vụ trộm mà họ đã chứng kiến đồng thời thì họ cũng cung cấp rất là nhiều cái thông tin về cập nhật về những cái à, hướng di chuyển và những cái phương tiện của những cái nghi phạm này khi mà đã đột nhập vào chiếc xe mà lấy cái giỏ tiền của nạn nhân. À, riêng cảnh sát Irvine người ta cũng đã đuổi kịp cái chiếc xe này và chặn nó tại thành phố Fountain Valley. bốn à, nghi phạm bị bắt và bị giam tại nhà tù quận Cam vào ngày hôm qua và bị buộc tội với những cái tội danh như là trộm cắp và âm mưu theo dõi ở trên mạng thì quý vị thấy là có bốn tên là Christopher Mark Williams 26 tuổi đến từ Torrance, Cameron New Lorenzo 23 tuổi đến từ Inglewood, rồi Chaeling Lamour Blackman 18 tuổi đến từ Los Angeles và Adel M. Fram Brown 25 tuổi đến từ Los Angeles. À, những người này à, ở nhiều cái thành phố khác nhau nhưng mà lại thường là tập trung là ở chung với nhau là hoạt động theo một cái nhóm là từ cái thành phố Los Angeles ừ. và đi đảo khắp hết mọi cái thành phố Orange County cũng có Riverside cũng có à, riêng sở cảnh sát ở vai người ta cũng cảm ơn sở cảnh sát ở Fountain Valley à, và ở quận Cam vì đã hỗ trợ rất là nhiều cái trong cái vấn đề mà người ta bắt cái bốn à, cái tên tội phạm này đặc biệt là cảm ơn đến cái người nhân chứng là cái người đã cung cấp những cái video và những cái gọi là những cái cuộc gọi đến cho sở cảnh sát để mà uh, đó là những cái sự hợp tác giúp đỡ mà những cái người làm trong công việc cảnh sát người ta rất là cần những cái người dân như vậy uh, riêng cái tội phạm này thưa quý vị không phải là khép, khép vào trong cái tội là đập kiến xe trộm cắp tài sản nữa mà được gọi là một trong những gọi là tội phạm theo dõi ngân hàng và theo dõi khách uh, những cái khách hàng khi mà người ta rời đi với từng mặt người ta cầm trong tay thì khi những cái tên này á thường là quan sát theo dõi những cái nạn nhân ngay trước ngay chỗ những cái hoạt kinh của ngân hàng và khi thấy nạn nhân rút tiền ra với số tiền mặt lớn á rồi trong vấn đề mà hớ hình trong chúng chúng ta để tiền ở trong túi hay trong xe hay là trong trong quá trình chúng ta đi về mà không để ý đến cái việc mà những cái tên này theo dõi thì có thể là chúng ta sẽ là một cái tầm ngắm của những cái cái tên này cũng sẽ là nạn nhân của những tên này và qua cái bài báo này thì nhiều cảnh sát ở ở vai ở quận orange county cũng như là ở los angeles người ta cũng khuyến cáo là những người dân chúng ta khi mà một lần nữa đi rút tiền đó ừ. thì nhớ rằng nhớ quan sát xung quanh và tuyệt đối là không được để tài sản trong xe bởi vì khi mà chúng ta để tài sản trong xe à, là giống như là chúng ta nói ở là, lại ông tôi ở buổi này người ta đã theo dõi rồi mà để tài sản trong xe rồi mà đi đến một cái chỗ khác để mua đồ thì hớ hình như vậy thì cái chuyện mà để cho bọn tội phạm nó để ý là cái chuyện mà một sớm một chiều mà thôi và đây là một trong những cái hội chương cảnh báo khi mà quý vị nào chúng ta mà đi rút tiền ngân hàng nhớ để ý nha quý vị quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đây Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lý Sài Saigon TV trong chương trình cà phê sáng cùng Nguyễn Trường và Lê Thái. À, rất là nhiều những cái thủ đoạn trộm cắp của những cái tên trộm tên cướp hiện nay nó nó nhàn nhãn ở à, rất là nhiều nơi California nói riêng cũng như là nhiều tiểu bang khác cũng có chứ không phải là riêng California. Nhưng à, cái tình trạng báo đáng báo động trong những năm tháng vừa qua khi mà chúng ta thấy rằng cái, lộ, lộ, cái loại những cái loại tội phạm đó mà nó càng ngày nó càng phổ biến với những cái hành động vô cùng tinh vi. À, cướp tiền cũng có, cướp ví cũng có, ăn cướp, ăn trộm từ ngân hàng cũng có, rồi lấy những cái bộ chuyển đổi của xe cũng có và ngày hôm nay thưa quý vị thì có những cái vụ trộm xăng mới được phát hiện là những cái tên này ạ khoan vào trong xe của nạn nhân rồi ăn trộm xăng. À, một cư dân ở thành phố Inland Empire sau khi mà à, cô bị là mục tiêu là nạn nhân của vụ trộm này cô đã đăng đàn lên trên mạng xã hội và báo cho lực lượng cảnh sát để người ta biết rằng là cái xe của cô bị tình trạng như thế nào cái vụ việc nó xảy ra vào ngày hôm qua thưa quý vị ngày 19 tháng 9 khi mà ở à, ngày ngày 19 tháng 9 khi mà cô này cô tên là Hider Velasco cô hoạt kinh cái chiếc xe truck của mình ở bên ngoài một cái bệnh viện là cái bệnh viện đó tên là Kairet ở Rancho Cucamonga nơi đây thì cô này cô làm việc ở đó vào cuối ngày hôm đó, đó thì cô và một cái đồng nghiệp của cô đang đi ăn trưa thì khi mà cô đến gần cái chiếc xe truck của mình đó, cô cô nghe ủa sao cái, cái mùi xăng nó nồng nặc như vậy cô ừ. ủa sao cái xe mình mùi xăng nồng nặc quá thì cô nghĩ rằng đó là có một cái mùi phát ra từ một cái chiếc xe nào đó cái chiếc xe truck nào đó nó chạy bằng cái uh, gọi là cái nguyên liệu mà diesel gần đó thôi chứ cô không nghĩ rằng là cái xe của mình thành ra khi mà cô vào trong xe cô mở cái xe lên cô đề máy xe và cô bắt đầu cô lái đi thì ngay lập tức thì cô cô cảm giác là có một cái điều gì đó không ổn cái chiếc xe trắc của cô chỉ mới 3, 3 năm thôi cô mới mua đây 3 năm và vì vậy cô ngại như là không thể nào mà nó bị trục trặc một cái vấn đề gì mà liên quan đến xăng như vậy thì cô mới cuối cùng thì cô mới dừng lại thì đó là lúc cô phát hiện ra thưa quý vị cái bình xăng của cô á để đổ xăng á cô nhìn xuống và cô thấy một cái lỗ thủng uh, nó bự bằng khoảng là cái ngón tay cái của mình á bị khoan và mới bị rò rỉ ở ở dưới phía dưới sau đó cô nhìn lên và cô thấy một cái lỗ thủng khác nữa ở trên cái 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 bình xăng thì cô mới cúi xuống cô thấy thì khi đó thì cô Valasco này mới gọi cho cảnh sát và à, những cái xe gọi xe thô để đến mà thô và kéo chiếc xe mình đi cô phải chịu những cái khoản gọi là sửa chữa rất là tốn kém sau đó rồi cô trả phải 4.000 mỹ kim để mà uh, deposit cho vụ mà người ta sửa chữa cái 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 hộp cái bình xăng mà nó bị hư rồi 1.000 mỹ kim cho cái mức tăng phí bảo hiểm của cô và cô uh, cũng yêu cầu là bảo hiểm sửa nhưng mà bảo hiểm nó là cái vụ này là người ta đang xem xét lại coi là có nên có đền bù hay là bảo hiểm nó sẽ trả cho những cái vụ này hay không uh, và riêng cái bữa hôm đó thì cô phải nhờ một cái người bạn của cô để mà đón đưa ba đứa con của cô đang ở trường đó cô phải nghỉ làm ở nơi làm việc có nghĩa là tốn rất là nhiều cái gọi là công sức uh, tiền bạc rồi cũng như là cái công việc cũng phải nghỉ nữa riêng cảnh sát người ta lưu ý rằng uh, hiện nay thì có những cái trường hợp là những cái tên tội phạm này hút xăng trong những cái khu vực gọi là của từ Riverside xuống đến Cucamonga uh, rồi xuống đến Orange County lên đến Irvine cũng có một số ở Santana thì riêng tại Upland gần đó thì cảnh sát người ta uh, trong cái thời gian vừa qua người ta cũng đã bắt được một cái người đàn ông vào ngày 23 tháng 9 vì cái người đàn ông này cũng là bị cáo buộc là cố gắng ăn cắp xăng từ một cái chiếc xe truck uh, chở hàng trên khu nhà là 800 của đại lộ là North Mountain và cảnh sát địa phương người ta cũng khuyên là khi mà chúng ta đậu xe thưa quý vị thì nên lựa những cái nơi nào mà có cái hệ thống báo động camera an ninh ở chung quanh cái khu vực đó rồi khi mà chúng ta đổ xe ở đó thì nó vẫn rất là tốt hơn tiện hơn khi mà có những cái vụ trộm cắp khoang xe ăn ca trộm xe hành hung hay là bất kỳ cái gì hay là đập kiến gì đó thì nó vẫn tốt hơn cho cảnh sát khi người ta lấy những cái thông tin lấy những cái bằng chứng để người ta truy bắt những cái tên tội phạm này và đây là một trong những cái tin mà Lê Thái nghĩ rằng là Chúng ta cũng nên đề phòng khi mà à, Lái xe bây giờ đến nỗi mà xăng mà nó còn trộm Nó khoan nó trộm nữa à, Một bản tin khác có liên quan tới vấn đề à, à, Cái bình cổ Hơn 3.500 năm tuổi Bị bể tại một viện bảo tàng Hedge ở à, Haifa Ở do Thái thưa quý vị Quý vị còn nhớ là tháng trước đó Chúng ta có đưa cái tin này Đó là một cậu bé đã vô tình khi mà được cha mẹ đưa tới viện bảo tàng để xem những cái đồ cổ được trưng bày ở đó đó thì cô tò mò cái cậu bé tò mò cho nên với tay lên cái bình cái bình cổ này à, có từ thời 2200 tới 1500 trước công nguyên có nghĩa là so sánh tới bây giờ đó là cũng phải là 3 4 ngàn năm tuổi gì đó 3 ngàn năm năm tuổi thì cái bình cổ này không có được cái gì che chắn bảo vệ hết đó cho nên cậu bé nó mới đụng tay vô cái bình tò mò coi là bên trong cái bình này là cái gì thì làm bể làm đổ nó xuống và bể thế thì mọi người đều gọi là không biết là phải xử lý như thế nào với một cái cậu bé như vậy thế thì viện bảo tàng cho biết rằng là không có uh, cơ sở nào để mà truy tố cậu bé này vì chỉ là một cậu bé mà thôi nó vô tình làm bể thế thì một hai tuần sau sau khi mà cái bình đã bị bể rồi thì nhân viên mới cố gắng cố gắng để phục hồi nó lại như là tình trạng lúc ban đầu bằng cách là lên những cái hệ thống tiên tiến hiện nay như là hệ thống truy đi rồi video cực kỳ là uh, nét này kia đó để mà coi lại những cái cách nào cái bình cổ đó hồi đó nó như thế nào bây giờ mình cố gắng mình dán lại những cái mảnh vỡ đó để mà cho mọi người có thể nhìn thấy được cái bình đó bình thường trở lại khi mà đi tới thăm cái viện bảo tàng này lần nữa thì gia đình của cậu bé cũng được mời tới. Cái viên giám đốc của viện bảo tàng cho biết rằng là bằng một lý do nào đó thì cậu bé này đã chạm tới trái tim của nhiều người trên thế giới. Trời ơi, à, phạt nó làm gì? Tha thứ cho nó đi chứ nó chỉ là một cậu bé vô tình làm bể thôi. Đó, thì tôi quý vị kể lại cái khoảnh khắc mà trong viện bảo tàng khi mà mọi người nghe một cái tiếng âm và đổ bể tanh té ra hết thì ông bố là cái người đầu tiên nghĩ trong đầu liền oh my god đừng phải là con tôi <laughs> đừng phải là con của tôi nhé khi mà khi nhìn ra thì đúng đúng là con của ông đã vô tình đụng vô cái bình đó và làm nó bể thế thì uh, sau đó thì viện bảo tàng này đó uh, thưa với quý vị uh, viên giám đốc nói rằng là uh, chúng tôi sẽ làm đủ mọi cách dùng những loại keo tốt nhất để dán bình coi lại những tấm hình đi tìm lại những cái mảnh bể của cái bình này để cố gắng dán lại cho nó như là nguyên thủy vậy thế thì trong thời gian vừa qua đó à, một tháng sau thì cái viện bảo tàng này đã mang cái bình cổ này về sau khi được phục hồi nó được dán keo được làm lại những cái chi tiết mà giống y hệt như là lúc chưa bị bể đó rồi mời luôn cái gia đình em bé đó tới và nói rằng là đây là một bài học để cho thấy rằng là cũng vì cái bình bể này cái câu chuyện này trong thời gian vừa qua đó mà nhiều người quên đi cái chuyện mà Do Thái với lại à, à, bên Hamas đánh nhau ở bên đó rồi à, chiến tranh ở Lebanon Beirut này kia mà người ta chú ý tới cái cậu bé và cái bình cổ này nhiều hơn thì cũng là một cái đó hay hay đó Thế thì ông mời gia đình này lại và ông lấy đây cái bình cổ sau khi được phục hồi lại nó gần như là nguyên vẹn nó không là một trăm phần trăm nhưng mà cũng 99.9 phần trăm nguyên vẹn rồi đó thế là một bài học cho nên à, người thấy đó là khi mà chúng ta có con em nhỏ đó mà đi vào trong những cái viện bảo tàng trong mo mà ta trưng bày những cái gì mà nó dễ đổ dễ bể này kia đó thì chúng ta nắm tay nó đừng cho nó chạy lung tung hết. À, tôi nhớ là Ngọc Lan có đưa một bản tin cách đây chừng 2 tuần là cũng xảy ra lục đục giữa bạn thân với nhau vì một cậu bé của một cô bạn thân đi dự đám cưới chạy lung tung xô đổ luôn cả cái bàn để bánh đám cưới <laughs> đó đó cho nên thưa quý vị lê thái cũng biết có nhớ đó không hả em đưa tin đó à, đưa tin đó <laughs> hả đúng rồi đưa tin đó à, thưa quý vị thì bạn hết thân luôn vì sau cái, sau cái sự cố đó có nghĩa là nếu chúng ta có con bé em bé đó em nhỏ đó chừng nghĩ là chừng 5 tuổi bốn năm tuổi đi năm sáu tuổi gì nha mà nó hai bờ quá nó chạy lung tung hết á thì mình đi đâu mình có nắm tay nó mình cho chắc anh đi chứ để nó chạy lung tung thí dụ vô trong mo những cái kệ mà người ta để những cái chai dầu thơm hay là những cái uh, sản phẩm mà nó dễ bể đó đụng tay vô một cái nó rớt xuống nó bể thì chắc không được tha thứ như là cái uh, cái viện bảo tàng này nói cũng khó thí dụ mà đám cưới mà không dẫn mấy đứa nhỏ đi thì tội nghiệp đúng không anh đúng rồi nhiều cái đám cưới người ta cũng rất là dễ chịu cũng kêu là ơi nhớ nhớ dẫn con cái theo này, này này nọ nha nhưng mà thật sự là khi mà dẫn theo đó, nó gọi cũng là, gọi là một cái khó của cha cha mẹ ngồi thí dụ như là đi ăn đám cưới ba bốn người đó chúng ta phải chăm con rồi cho nó ăn phải à, phải bảo đảm là à, nó ăn đầy đủ trong cái bữa tiệc cưới đó rồi nó chạy tùm lum nhiều khi đụng bổ đổ đồ rồi nhiều khi những cái người mà phục vụ của người ta bưng đồ ăn thì sợ bị đổ phỏng mà nhiều đổ phỏng thì, thì con mình lại là là, là nạn nhân nữa thì rất là tội nghiệp. Cho nên đi đi đám cưới đó mà ngồi trong bàn ba bốn người thì trong lúc mà nói chuyện đó dạ. nhiều khi quên quên đứa con của mình dạ. nó chạy đi rồi nó chạy nó xuống ghế nó chạy đi rồi. Nhiều dạ. đứa nó hai bờ nó chạy ra đường luôn, nguy hiểm lắm. Dạ. Nguy hiểm lắm. À, đó là những cái mà chúng ta có thể uh, gọi Khấp là chăm sóc con mình một <laughs> cách tốt hơn, đừng để nó chạy lung tung nhất là những đứa bé mà nó có hơi có cái tính năng động một tí đó dạ. thì giữ nó nha. Ừ. Dạ. Có nhiều người tôi thấy hay lắm có sợi dây gì đó. Còn cái ba lô cái ba lô có à, đeo cái sẽ dây cột <laughs> cột nó vô Vậy. Nó lung tung chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay trở lại với cà phê sáng thưa quý vị một người đàn ông ở Massachusetts đã bị tù đã bị kết án là 5 năm tù vì đã lừa đảo hệ thống chợ Target hơn 500.000 đô. Mà lừa làm sao? Tại sao mà chợ hệ thống Target lại bị lừa tới năm một chính xác là 508.000 đô la. Lừa làm sao? Thì thưa quý vị, cái ông này có tên là Michael O'Brien Jr, 32 tuổi. Bị cáo buộc là đánh cắp 508.000 đô la từ hệ thống chợ Target và những tội khác có liên quan tới chuyển tiền bất hợp pháp nữa. Có nghĩa là sau khi ông lừa đảo được tiền rồi đó thì ông chuyển tiền từ nhà băng của ông vô nhà băng của người thân hay là vô nhà băng riêng của ông vân vân đó. là cái cái hình thức chuyển tiền như vậy. Thì thưa quý vị, ông này cái kế hoạch của ông làm sao mà để lừa được chợ tha ghẹt đó là ông mua những cái thẻ quà tặng hay là gift card từ chợ tha ghẹt. Khi quý vị đi vào trong một cái ngôi chợ, quý vị mua một cái gift card thì khi mà cái vị bỏ tiền ra để mua Thí dụ như là cái gift cạc đó là cạc card 50 đồng, 100 đồng hay là mấy trăm đồng gì nữa Thì mình bỏ tiền ra Để mình mua cái số tiền đó Bỏ vào trong cái thẻ quà tặng đó Rồi mình mang cái thẻ quà tặng đó Mình tặng cho ai Thì ông này, ông đi vô trong chợ Target Trong 36 tiểu bang luôn nha Mà có luôn cả California nữa Ông mua cái thẻ quà tặng Bỏ tiền vào Về, ông cách nào đó ông đọc được những cái mã số ở trên đó rồi ông bán online ông nói rằng là quý vị ơi tôi có cái thẻ target 100 đô tôi chỉ bán 75 đô thôi đó đây là cái mã số của nó này nè thì những cái người mà người ta à, sau khi mà gửi tin nhắn qua lại đó họ lên mạng họ coi đúng cái thẻ này có 7 có 100 đô trong này mà giờ bán có 75 đô thì mình mua về mình sẽ xài được đúng không thì bán cái mã số đó thôi đó thôi quý vị thì ở đây thì nhiều người cũng biết rồi mình chỉ cần cái mã số đó thôi rồi mình lên mạng mình có thể mua đồ online rồi mình đánh cái mã số đó vô thì mình được trừ tiền vân vân đó thì ông này sau khi ông bán cái mã số online rồi ông mang cái thẻ target đó ngược trở lại cho ông mua với cái receipt ông nói ừ. rằng là tôi tôi không còn muốn cho tặng ai cái thẻ này nữa cho nên tôi xin hoàn được trả lại và ông được full refund hoàn tiền lại trăm phần trăm thì không biết là ta có một cái hệ thống nào để kiểm tra coi là số tiền trong đó còn hay là không hay là cái mã số bí mật gì đó đã bị cạo ra hay chưa hay là bằng cách nào đó mà mình không biết được là ông này ông đọc được những cái số mà chưa cạo ra như thế nào mà ông đọc được thế thì sau khi ông bán xong rồi ông về ông lại refund đưa lại return cái thẻ quà tặng nó cho target và ông lấy được tiền lại mà đồng thời ông cũng có thêm tiền từ cái người đã mua nữa đó rồi không biết cái người mua đó có mua được đồ hay không Mình cũng chẳng biết nữa Thì thưa quý vị Cái kế hoạch của ông làm cả bao nhiêu năm đó Thì đã lừa được target là 508.000 đô Và cuối cùng thì trong tuần vừa qua Ông bị kết án là 5 năm tù Và hoàn trả lại số tiền là 508.000 đồng cho chợ target Quý vị thấy bây giờ người ta tinh vi lắm Mặc dù là những cái số uh, thẻ quà tặng Nó có cái, 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 mã gì đó cái cốt gì đó mà mình phải cào ra mình mới nhìn thấy được cái cốt đó thì ông không cách nào đó thì ông cũng là đúng là là thông minh đó ông nhìn ra được cái con số bí mật đó mà ông bán cho người ta thường là những cái tên tội phạm liên quan đến vấn đề gọi là suy nghĩ những cái gọi là công nghệ công nghệ mạng đó. À thì thường là những đó rất là thông minh nó, ừ. em phải công nhận rất là thông minh tại vì hầu như là để cái thời gian hoàn toàn để mà tập trung vô là mình nghiên cứu ra cái gì để mà lừa đảo mọi người thành ra nó tập trung hết trí não vào đó thì chúng ta thấy thông minh là thật sự là thông minh đó là chúng ta <laughs> không có cần không cần những sự thông minh đó à vừa qua thưa quý vị thống đốc à, tiểu bang california ông gavin Newsom cũng đã ký một cái dự luật thành luật vào cuối tuần vừa qua ngày thứ bảy và theo đó thì sẽ cấm 6 loại thực phẩm có màu thực phẩm tổng hợp phổ biến khỏi các trường công lập của tiểu bang California. Nghĩa là từ đây chúng ta sẽ có khả năng là sẽ không thấy không còn thấy những cái loại thức ăn thực phẩm này nữa ở trong trường hoặc có thể là thậm chí là người ta cũng sẽ không có sản xuất để mà có sử dụng những cái phẩm màu. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là một trong những cái sản phẩm mà được rất là nhiều trẻ con yêu thích. Đó là Flaming Hot Cheetos. Đây là một trong những cái loại mà snack, loại chip nó có vị mà spicy, cay cay, cay chút xíu. Ừ. Nhưng mà đa phần trong đó thì khi người ta áo cái lớp mà quý vị thấy màu đỏ tươi này đó, đỏ thẩm này đó, hoàn toàn là những cái màu thực phẩm mà thôi. Thì những cái loại thực phẩm này á, bao gồm á, là um, fruit, lớp rồi flaming hot cheetos, rồi chúng ta thấy là có kẹo em em M&M nữa. Đây là những cái loại mà rất là phổ biến trong những cái thời gian vừa qua. Rồi Doritos và Cat and Crunch. Đây là những cái loại thực phẩm mà rất là nhiều trẻ con yêu thích. Nhưng mà hầu như là anh Trường thấy là quý vị cũng thấy rằng à, để có những cái màu sắc đặc biệt hấp dẫn như thế này thì người ta phải dùng những cái thực phẩm màu để mà Ờ, nhụm nhuộm vào những cái loại thực phẩm này cho trẻ con có cái sự bắt mắt để mà nó dễ nó ăn hơn nó thấy ồ đẹp quá nó ăn hoặc là những cái kẹo em em quý vị thấy đó, đây là một trong những cái loại kẹo mà cũng phổ biến trong uh, hàng chục năm qua trẻ em rất là thích ăn người lớn cũng thích ăn nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta bỏ vào miệng chúng ta nhai 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 cho nó tan trong miệng nó cũng rất là ngon nhưng hoàn toàn nó đều là điều phẩm màu cả và những cái chất phụ da như là màu xanh lam màu xanh lá cây màu vàng và màu đỏ bị cấm hoàn toàn À, trong cái ngành công nghiệp mà à, sử dụng màu thực phẩm thưa quý vị thì người ta à, đánh dấu nó bằng những cái những cái con số thí dụ như là blue one blue two hay là green three red 40, rồi yellow five và yellow six và trước đây thì được cơ quan bảo vệ môi trường người ta cho phép là những cái hãng xưởng này người ta sản xuất những loại thực phẩm này được quyền sử dụng những loại thực phẩm phẩm màu này nhưng mà trong thời gian qua thì à, tiểu bang California chúng ta đã quyết liệt để mà loại trừ những loại phẩm màu này ra khỏi thực phẩm bằng bằng cách là nhiều loại lắm hoặc là khuất cũng vậy rồi những loại thực phẩm về bánh kẹo này nọ thì người ta đang loại ra ra từ từ riêng tiểu bang California người ta đang liên kết với lại các vấn đề về phát triển và hành vi ở trẻ em thì các nhà sản xuất thực phẩm có thời gian để mà người ta gia hạn có thể tìm ra một cái cách mới để mà làm cho những cái sản phẩm như là Flaming Hot Cheetos vẫn giữ được màu đỏ niom của nó hoặc là fruit loops vẫn giữ được cái sự pha trộn tươi sáng của màu sắc cho bữa ăn và có thể sử dụng những cái loại 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 thực phẩm màu màu nào mà gọi là màu nó 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 được trích xuất ra từ gọi là cây cỏ hay là những cái loại mà rau củ quả nào đó mà có thể là tốt cho sức khỏe con người thì mới được sử dụng trong cái thực phẩm của California ở thời gian sắp tới và hiệu lực này sẽ được có cái dự luật này sẽ được có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2027, tức là khoảng 2 năm 3 năm nữa thì cái dự luật này nó sẽ bắt đầu nó có hiệu lực. Và những cái nhà sản xuất kẹo dẻo cũng như là Pips và thời gian qua người ta cũng đã thay đổi một số cái công thức của họ trước khi mà cái luật này có hiệu lực và những người người ta vận động hành lang trong cái ngành công nghiệp thực phẩm cũng đã cố gắng loại bỏ rất là nhiều những cái chất như là titanium uh, dioxide khỏi cái dự luật Mặc dù nó đã đã bị cấm ở EU rồi nhưng mà riêng ở Hoa Kỳ thì một số cái uh, thực phẩm á, chúng ta vẫn tìm thấy những cái chất đó ở trong mọi thứ từ kẹo cho đến bi xà đông lạnh cho đến súp cho đến hỗn hợp thạch nơi nó được sử dụng để mà chúng ta tạo màu hoặc là giữ cho sản phẩm lúc nào nó cũng được tươi thì ở Hoa Kỳ vẫn có một số hãng sử và một số thực phẩm vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay và chắc chắn rằng trong tương lai nó cũng sẽ bị loại trừ để mà bảo vệ sức khỏe của trẻ em và cả người lớn nữa thưa quý vị. À, quay qua một cái bản tin khác trước tiên là phải hỏi lê thái thí dụ như là lê thái mua cả mua một căn nhà yeah. rồi sau đó 10 năm sau yeah. thì thành phố nói tới nói với lê thái rằng là căn nhà của ông xây dựng trên một miếng đất nó không được an toàn vì đất này nó có thể bị là cái hố sâu hay là nó là một cái gì đó nó sẽ sụp trong vòng uh, thời gian sắp tới bắt buộc lê thái phải dọn nhà đi ra khỏi cái chỗ đó yeah, vâng. Lê Thái thì sẽ phản ứng như thế nào? À, cái đầu tiên sẽ rất là bỡ ngỡ. Cái thứ hai là mình rất là ngạc nhiên. Tại vì khi mà cái bất động sản, em nghĩ rằng là đối với một cái người mà biết 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 về bất động sản như em á, thì chắc chắn là khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái căn nhà nào đó thì à, về cái nó nằm ở dưới cái nguồn nước nằm dưới cái nào đó thì chúng ta phải điều tra kỹ, chúng ta phải biết kỹ hoặc là có những cái cơ quan người ta inspect cho những cái cái cái, cái, cái gọi là cái căn nhà trước khi ta mua thì em thì nghĩ là nó sẽ không rơi vào trường hợp của lưu thái nhưng mà nếu nhân trường đặt trường hợp đó thì mình cũng phải rút đi thôi tại vì cái căn nhà đó nó nằm ở dưới cái mạch nước hay là gì đó nó nguy hiểm thì phải Đây, dọn. cái chuyện xảy ra đối với cái bà này ở colorado dạ yeah. Sau khi mua một căn nhà trong một cái khu neighborhood hàng xóm rất là đẹp và yên tĩnh này kia đó Ở đó được 11 năm Bà cho biết rằng là bà đã xây dựng lên căn nhà này nhiều cái cái món hạm đồ kỷ niệm này kia khi mà đi chơi về bả xá tu bổ căn nhà lại nó như là một cái nơi gọi là sinh sống về gia đình êm ấm thì một hôm thành phố tới sau, sau khi một trận lụt xảy ra ở cái khu vực này nha thì thành phố tới nói rằng là nhà của bà và bốn căn nữa hả không ba căn nữa kế bên đều nằm trên một cái hồ chứa nước lụt trước đây cho nên bây giờ phải dỡ bỏ đi nó không có an toàn để bà, cái nhà của bà nằm trên cái mặt, trên cái gọi là đất mà ở dưới là cái hồ chứa nước lụt. Thế thì không có an toàn, bắt buộc bà phải dọn đi. Bà nói rằng là tôi đã khóc mỗi ngày nghĩ tới cái cảnh mà phải dọn nhà đi, bán nhà đi. Nhưng mà làm sao bây giờ? Thì bà đã mướn luật sư và luật sư trả lời như thế nào? Thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay lại với chúng tôi sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Tiếp theo phần cà phê sáng, à, trước phần quảng cáo thì đang nói về một gia đình ở Colorado và ba gia đình khác bị bắt buộc phải dọn đi nơi khác. Sau khi mua những căn nhà ở đây và nghĩ rằng đây là forever home của mình, nghĩa là chúng ta sẽ ở đây xây dựng một tổ ấm cho một tương lai tốt đẹp. Không ngờ rằng là sau một trận lũ vào năm 2023 thì người ta phát hiện ra là nhà bà Holly Stoshion cũng như là ba căn nhà khác đều nằm ở phía trên một cái đường cống xả lũ. À, 11 năm trước khi bà mua nhà, đó thì không ai nói cho bà biết và ba gia đình kia cũng vậy là những người mà đã san bằng cái đất này để mà xây nhà đó đã không thông báo cho những người mua nhà biết là chúng tôi đã lấp đầy đất trên những cái đường cống xả lũ của thành phố để khỏi bị ngập luôn. Đó, cho nên lúc đó bà, bà mua nhà bà cũng không biết Bây giờ thì họ nói rằng là thành phố đưa thơ xuống Bắt buộc là bà phải bán nhà đi và dọn đi nơi khác Tại vì họ quyết định là bốn căn nhà mà xây ở trên cái đường cống xả lũ đó sẽ phải bị đập phá hoàn toàn Thì bà nói rằng là tôi khổ lắm từ năm 2023 cho tới nay Tôi phải bán hết những gì trong nhà tôi đi những gì mà giữ lại được kỷ niệm thì giữ lại được còn từ cái con ốc cho tới cửa gara cho tới cửa nhà là phải bán đi hết bán được cái gì hay cái đó mặc dù là thành phố nói rằng là thành phố bỏ tiền ra để mua lại cái nhà của bà và ba căn nhà kia với giá thị trường nhưng mà bà nói rằng là giá nhà bây giờ nó cao lắm rồi đó mà bây giờ có mua lại với giá thị trường đi nữa chúng tôi cũng không thể nào mua lại những căn nhà khác được Tại vì chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở đây đến hết đời mà. Bà cũng đã là, đã là sáu mươi mấy tuổi rồi. Bà nói tôi đã nghĩ rằng tôi ở đây suốt đời cho nên tôi đã đầu tư vào căn nhà của tôi. Nó như là một cái tổ ấm rồi. Bây giờ nó bắt buộc phải gỡ ra, tháo ra và dọn sạch sẽ đi để giờ thành phố tới lấy cái nhà đó và đập đi để mà bảo toàn cái đường ống cống dẫn xả lũ gì đó. Thì bà nói rằng là tôi phải bán đồ đi mặc dù bây giờ thành phố có đền tiền chúng tôi đi nữa với giá nhà ở thị trường chúng tôi cũng không đi được nơi nào khác để mua những căn nhà khác với giống như vậy được. cho nên bà quyết định là bà nói rằng là bà sẽ đi qua tiểu bang đây bà nói rằng là bà qua một tiểu bang khác có thể rằng là nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giá nhà nó nó trung bình hơn và có thể mua lại được căn nhà như là cái căn nhà của bà đang có. thế thì sau khi bà tham khảo với luật sư đó, luật sư nói rằng là vụ kiện này bà không có thắng lại thành phố đâu, tại vì đã có những cái luật lệ là cho phép chính phủ có quyền lấy tài sản bất động sản của mình trong trường hợp mà cái bất động sản của mình nó nằm trên một cái gì đó công cộng. Thì thành phố có quyền lấy như là cái bàn gia đình của nhà, cái nhà của bà này là bà Stotron bà này nè, là trên một cái hồ xả lũ hay là cái đường ống cống để xả lũ đó, thì bà chỉ có cái cái cuối cùng là phải dọn đi thôi chứ không có cách nào khác hết trơn đó. Thế nên cho nên bây giờ bà mới nói rằng là tôi bán được cái gì hay cái đó từ cái trong bà báo bà nói từ cái toilet cho tới cái cửa ra, ra cũng phải bán à, bà bán đi bà lấy tiền lại bà bán được cái nào hay cái đó, đó trước khi mà bà, bà phải dọn đi và thành phố thì mặc dù thành phố đã mua lại cái nhà với giá thị trường bây giờ rồi nhưng mà bà, bà nói là với cái giá tiền đó chắc tôi cũng không mua được cái nhà khác như vậy đâu ờ, chúng ta làm một bài toán nha cô này là năm nay là sáu mươi mấy tuổi rồi khi mà bán cái căn nhà này rồi cầm số tiền cho là năm sau đi ừ. mua một cái căn nhà khác phải trả thêm 30 năm nữa ừ đó trong khi đó cái căn nhà này cô đã trả được 11 năm rồi đúng rồi là cô chỉ còn khoản trả khoảng là 19 năm gần 20 đúng năm rồi. thôi thì cả một cái đời người cho nó năm chín mươi mấy tuổi vẫn chưa được cái trọn vẹn cái căn nhà của mình ừ. đây là một cái điều mà người phụ nữ người ta cũng tính chứ người ta bỏ tiền ra người ta tính vậy đúng không anh thành ra cũng tội nghiệp nhưng mà thôi thì tại vì uh, mua nhà mà không coi kỹ thì có phải uh, chứ bây giờ mình làm sao biết được mình coi làm sao bây giờ dạ không mình cũng phải có nhờ nhờ những cái người uh, gọi là cái có, nó có sơ đồ những cái mạch nước thành phố mình có thể là mình bỏ ra uh, lúc trước là cái phí mấy chục đồng thôi bỏ ra lên trên city city nó gửi cho mình có tài giấy biết à cái nhà của mình cái bất động sản của mình đã đang nằm trên cái gì cái gì biết hết dạ dạ rất là rất là rất là dễ tôi có người bạn dạ vâng. nhà ở Santa Ana dạ. oh, cái bà này bà nói rằng là bà sẽ đi uh, dời qua tiểu bang Georgia dạ. Dạ. giá nhà ở đó nó rẻ hơn đây Georgia Atlanta Georgia dạ. đó dạ. rồi à, trở lại với cái người bạn tôi ở Santa Ana thì nhà của họ đó có một cái uh, không biết là có cái mạch dầu hỏa dạ. nó chạy ngang qua nhà hay sao đó nhưng mà thành phố tới là thành phố dựng lên một cái cái gì mà nó quay quay như vậy nè để mà nó lấy dầu nó hút dầu dưới đất lên yeah. á cái, cái tháp cái tháp đó là nó có cái gì quay quay trên đó đó yeah. thưa quý vị mỗi tháng cái gia đình đó được thành phố trả mấy ngàn đô để dựng cái tháp đó lên để hút cái mạch dầu từ ở dưới gầm của cái nhà đó đâu có bắt họ rời nhà đi đâu Nhìn. nhưng mà mỗi tháng được trả tiền là hoàng đã để hút cái dầu đó Vá trời mà nhà mình dầu, dầu hút đó. dầu hút xài được Mà nước lũ hút xài không có được. <cười> <cười> được. thưa quý vị một số tù nhân trong cuối tuần vừa qua thì có một cái dự luật mà chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị cái thông tin có đó là dự luật mà uh, thả những cái tù nhân sớm hơn được oh. ân xá sớm hơn trong cái thời gian qua thì nó gây ra tranh cãi rất là nhiều Uh, của hai hai đảng thượng viện uh, và hạ viện khi mà vào trong một cái tiểu bang nào đó nhất là ở California thì uh, một số tù nhân này trong cái chương trình mới của chính phủ đã bị trả tự do sai. Ừ. 37 tù nhân bị trả tự do sai uh, để cho cái cái dự luật này là cái dự luật mà người ta nói là giải phóng không gian do cái lỗi của hệ thống Thì thành ra là cái lỗi hệ thống ở trên system không biết là như thế nào Nhưng mà 37 tù nhân này đáng lẽ là đang phải thụ án mà lại được thả ra thả ra tự do Và theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận rằng là 37 tù nhân này đang bị giam giữ vi phạm lệnh cấm đã được trả tự do nhằm sau khi mà các hành vi phạm tội của họ được ghi lại theo luật lỗi thời, cái hệ thống nó bị lỗi Hiện nay thì người ta đã đem về được 32 tù nhân rồi nhưng mà còn 5 người vẫn đang tài đào thú vị, đang đang trốn thoát. Và bộ này người ta cũng cho biết rằng là những cái tù nhân này đã bị buộc và phải trục xuất, uh, bị buộc tội và kết án sai theo cái luật cũ. Đó là cái đạo luật bảo vệ khỏi quấy rối năm 1997 do những cái người ở trong ở uh, vấn đề mà người ta ghi những cái luật ở trong tù người ta đưa ra. Trong khi đó thì đáng lẽ là những người này phải bị buộc tội theo đạo luật xử án năm 2020. À, điều này có nghĩa là cái bản án của họ không được xác định và khiến cho những cái người tù nhân này á, là những người không đủ điều kiện được trả tự do sớm mà lại được cho ra tù sớm và mỗi tù nhân này sẽ phải chấp hành cái phần còn lại của bản án tù của mình chứ không phải được trả tự do sớm như vậy và hiện nay thì bộ tư pháp à, của Hoa Kỳ người ta cũng đang sửa chữa những cái lỗi hệ thống của cái nhà tù nơi mà giam giữ những cái kẻ phạm tội nguy hiểm nhất này à, họ cũng đang làm việc với những cái cảnh sát để mà khẩn trương bắt lại một cái số lượng mà những cái kẻ phạm tội năm cái năm cái tù nhân còn lại đang trốn thoát không đúng theo luật và bị kết án là đã bị bãi bỏ và phải trở lại nơi giam giữ. Hiện nay thì rất là nhiều những cái vấn đề mà cắt giảm tỷ lệ mà bản án của một số tù nhân phải chấp hành sâu song sắt từ 50% xuống còn 40% trong cái bối cảnh là chính phủ thấy rằng là rất là nhiều những cái nhà tù đang bị đẩy đến cái điểm gọi là điểm sụp đổ có nghĩa là nó sẽ bị nó bị quá tải thì thưa quý vị, thành ra là phải xử lý những cái chương trình này sớm để cho những cái nhà tù nơi đây không bị gặp những cái khó khăn trong vấn đề mà người ta giải quyết tù nhân và chứ tù nhân ở trong đó. Riêng những cái tên tội phạm này thì có là hai cái tên tội phạm đang phạm tội giết người, gây thương tích thật sự, bạo lực tấn công gia đình. À, thì nếu như mà... À, với cái thông tin này đưa ra thì có thể là sẽ làm gây hoang mang cho người dân khi mà chúng ta biết rằng oh, 37 tù nhân được thả ra sớm so với lại cái mức án tù mà họ phải thụ án trong tù mà năm người còn lại tại đào thì chúng ta cũng hơi lo lắng ha. Nhưng mà hy vọng rằng là có những cái thông tin sắp tới mà bắt được năm tù nhân này thì Lê Thái cũng sẽ cung cấp cho quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng. À, nhà khí tượng ở bên các nước Đông Nam Á cho biết rằng là một cơn siêu bão nữa đang tiến gần tới Philippines với sức gió lên tới 175 dặm một giờ và nhiều nơi ở Philippines đã bắt đầu sơ tán người dân ra khỏi những cái vùng mà họ nghĩ rằng cơn bão sẽ đi qua. Cái đường đi của cơn bão sẽ là từ Philippines và sẽ qua phía bắc uh, một chút xíu và sẽ đổ bộ vào Đài Loan sau đó. Thì hiện nay đã thưa với quý vị, Philippines thì là cái nước mà hứng chịu bão hàng năm lên tới khoảng 19-20 cơn bão hàng năm và trong đầu năm nay đó thì cái bão uh, không, đầu tháng này thì đúng hơn đầu tháng này thì cái bão Yagi đã tàn phá philippines việt nam trung quốc rồi nhiều nước khác nữa đã gây thiệt mạng nhiều người nhưng mà cái bão mới này đó thì hiện nay họ cho biết rằng là đang di chuyển rất là chậm và nó có thể tiến vào một số những nước đông nam á bão này có tên là kraton sau bão helen giờ mình tới bão kraton và đang có uh, cái đường đi của nó là từ philippines và sẽ qua uh, đài loan và sau đó thì chưa biết cái đường đi của nó tiếp theo như thế nào thì mọi người cũng đang chuẩn bị đối phó với bão này chúng ta cảm ơn quý vị theo dõi chương trình cà phê sáng của lý do sài gòn tv ngày hôm nay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị chào lê thái dạ vâng lê thái xin kính chào quý vị khán giả và xin chào anh trường uh, xin kính chúc quý vị có một buổi sáng bình an một ngày vui vẻ uh, và tiếp tục theo dõi những chương trình thường lệ của đài là chương trình uh, thời sự thế giới với lê thái và thảo y À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thảo và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới của Đài Liên Đô Sài Gòn TV. À kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần à, cũng à, chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật đến quý vị những tình hình thế giới xung quanh chúng ta à, cùng với Thảo Yên và Lê Thái. Và trước tiên thì xin mời quý vị à, à, nghe một vài bản tin về thời tiết với Thảo Yên. Xin cảm ơn Lê Thái và Thư quý vị. À hôm nay đầu tuần thì à, thời tiết ở tại miền Nam California nói chung từ đây đến khoảng 2 3 ngày tới đó, ban ngày à, buổi sáng sớm trời hơi à, có nhiều à, sương mù một tí nhưng mà nhiệt độ đó thì à, tăng nhẹ so với cả tuần trước. À trung bình như quý vị thấy là từ đây cho đến à, cuối tuần luôn tám mươi mấy độ thôi quý vị à, ngày mai thứ ba với thứ tư đó thấy có vẻ hơi nóng à, có thể lên đến tám mươi tám tám mươi chín độ và đặc biệt thứ hai ngày cuối tuần thứ bảy với chủ nhật còn có thể lên trên chín mươi mấy độ nữa nhìn chung là chúng ta có một cái đợt hit wave nhẹ nó à, kéo về khu vực à, miền Nam California và đặc biệt là đã à, 4 ngày qua đi khi mà cái cơn bão Helen nó ập vào từ Florida thưa quý vị thì à, đến sáng ngày hôm nay các giới chức ở các tất cả các tiểu bang uh, từ South Carolina, North Carolina, Georgia, Florida Virginia và Tennessee họ cập nhật con số những người bị uh, mất tích và uh, người thiệt mạng thì nhìn chung đó um, tất cả các tiểu bang này bây giờ đó họ đưa ra cái con số người thiệt mạng đã gờ, uh, gần 120 người, nặng nề nhất là ở tại uh, North Carolina, còn số người mà mất tích là hơn 1.000 người rồi thưa quý vị. Um, ông Sheriff của quận Buncombe à, thuộc địa bàn North Carolina cho biết là à, thứ nhất cái lý do mà số người báo cáo bị mất tích nhiều như vậy là bây giờ tại vì có hai cái thị trấn à, nằm ở thuộc cái quận Buncombe này đó là Asheville với lại à, Water West hai cái thị trấn này thứ nhất như quý vị thấy là bây giờ đường xá đã trở thành sông rồi và không có điện và không có sóng internet rồi cũng không có sóng cell phone cho nên có thể những người mà bị mắc kẹt họ không có cách nào báo được cho người thân là họ an toàn cho nên mà người thân không nhận được tin tức thì họ cứ phải báo các giới chức đi tìm cho nên cái con số người mất tích nó cứ tăng lên và đặc biệt ở tại North Carolina số người bị chết là đến lên đến 46 người trong tổng cộng gần 120 người ở tại 78 cái tiểu bang này thưa quý vị thì đa số có rất nhiều các tiểu bang khác người ta chết là vì lái xe nhưng mà không có lường trước được là những cái con đường đó, nó quá sâu rồi mở cửa xe không được và bị chết đuối rồi nhiều trường hợp đó là khi mà đang lội ở những cái dòng nước thì ở bên dưới có những cái khúc cây khúc gỗ coi như là không phải là chết trực tiếp vì bão nhưng mà nó gián tiếp là vì những cái tai nạn ở trên đường phố và đặc biệt ở tại hai cái thị trấn ở North Carolina bây giờ cho quý vị thấy đó, có bốn cái đường freeway đi vào dẫn vào trong hai cái thị trấn này nhưng mà nó hoàn toàn như có vị thấy cây đè sập rồi không đi được và ở bên dưới họ nói là họ sợ có debris với lại dây điện đó cho nên các giới chức họ không đi vào được bây giờ chỉ còn một đường duy nhất là dùng mà trực thăng mà có rất nhiều những cái chỗ này đó có là con nít mới sinh cho nên họ nói bây giờ những cái thực phẩm nước sạch rồi tả và sữa cho con nít là vô cùng cần thiết nhưng mà rất khó khăn để mà đưa vào cho các người dân ở đây tại bây giờ trực thăng bay xuống thì cần có phải một cái chỗ đậu mà người ta không đi đến được cái chỗ để mà nhận nhu yếu phẩm khi mà đường xá nó như thế này quá nguy hiểm để mà đi cho nên là trong vòng nguyên ngày hôm nay và những ngày tới đó thì thống đốc của North Carolina và những tiểu bang lân cận bây giờ họ cũng đang điều động lực lượng vệ binh quốc gia kéo về đây để giúp đỡ cho người dân ở khu vực này và bây giờ với cái số người chết vẫn tiếp tục tăng mỗi ngày người mất tích vẫn tăng thì cơn bão Hà Liên này đã được xếp là cơn bão mà gây tàn phá đứng thứ ba ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. À, Cơn bão mà khiến nhiều người chết nhất vẫn là Katrina năm 2008 với 1.833 người chết và xếp thứ nhì là bão Ian vào năm 2022 với 158 người chết. Như vâng, như chúng tôi đã cập nhật đến quý vị à, thì à, tính đến sáng ngày hôm nay thì số người chết đó. Theo báo cáo của những người mà trong phòng chống bão thì người ta nói rằng là trên 105 người đã được phát hiện chết à, bị tử vong rồi. Nhưng mà trong những cái thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều hơn tăng nhiều hơn những cái trường hợp tử vong và mất tích. Và hiện tại thì rất là nhiều báo cáo về trường hợp những người mất tích ở nhiều cái tiểu bang lân cận à, mà chúng tôi đã đưa tin quý vị thì chúng tôi sẽ cập nhật tiếp những cái thông tin về bão trong những ngày vừa những ngày sắp tới. Uh, riêng buổi sáng ngày hôm nay thì uh, thị trường tài chính của Hoa Kỳ cũng uh, uh, có khởi sắc uh, thưa quý vị. Riêng chỉ số mà S&P 500 uh, chỉ giảm xuống là 0.06% tương đương là 3.51 điểm. Riêng Nasdaq á, là giảm 0.04% là 6.56 điểm. Dow Jones cũng hạ là 0.32% tương đương là 132.04 điểm. Uh, công trái phiếu 10 năm. Hiện nay thì đã tăng lên là 0.034, công trái phiếu 2 năm thì đã tăng lên là 0.54 thưa quý vị. Riêng thị trường mà dầu, à, dầu tăng nhẹ trong buổi sáng ngày hôm nay à, 1.25%, gas cũng tăng lên 1.03% riêng giá vàng thì lại giảm trong uh, cuối tuần vừa qua và cho đến sáng ngày hôm nay. Uh, chúng ta thấy rằng là nhiều cổ phiếu hơn cũng đang tham gia vào những cái cuộc biến chuyển mới nhất của S&P 500 uh, trong vừa tuần vừa qua, vừa qua và tính đến đầu sáng ngày hôm nay lên mức cao kỷ lục và nó cũng sẽ làm dịu đi những cái mối lo ngại về cái đợt tăng giá tập trung vào một cái số ít lên trên uh, những cái tên tuổi lớn trong những cái ngành công nghệ phần lớn vào năm 201 24. Riêng S&P 500 đang trên đà tăng là 5% trong quý thứ ba vừa qua tính đến ngày hôm nay và kết thúc vào ngày thứ hai, có nghĩa là cuối giờ chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sự lạc quan trong việc mà cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ thúc đẩy rất là nhiều các nhà đầu tư. Người ta có thể đầu tư cổ phiếu vào à, các ngân hàng khu vực hoặc là các công ty công nghiệp và những cái bên hưởng lợi khác từ những cái nền kinh tế mạnh mẽ và lãi suất thấp hơn bên cạnh những cái cổ phiếu mà tập trung vào công nghệ nó đã chứng kiến cái mức tăng lớn nhất trong năm nay. Hơn 60% các nhóm của S&P 500 cũng đã vượt trội so với cái chỉ số này cho đến ngày hôm nay trong quý 3 với khoảng là 25% trong nửa đầu năm và tăng lần lượt là 18% và 8% trong cái quý thứ ba này. À, những nhà đầu tư người ta cho biết rằng là cũng sẽ có những cái đợt tăng giá mở rộng mới. Đây là một trong những cái dấu hiệu uh, rất là khích lệ đáng uh, đáng để mà chúng ta quan tâm đối với cổ phiếu sau những cái lo ngại rằng là thị trường có thể là sẽ bị đảo ngược nếu như các nhóm tên tuổi của công nghệ hỗ trợ bị ở uh, thị trường như là AI không còn được ưa chuộng nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là điều đó nó sẽ rất là khó xảy ra. Riêng uh, Cục Dự trữ Liên bang cũng đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất đầu tiên trong 4 năm vào đầu tháng này với mức giảm là 50 điểm cơ bản, đây là một cái động thái mới mà ông uh, Jerome Powell uh, của cục dự trữ liên bang cho biết là nhằm để mà bảo vệ nền kinh tế nền kinh tế phục hồi của cả Hoa Kỳ cũng như là uh, dẫn đầu cái nền kinh tế của thế giới thưa quý vị. Và thưa quý vị, hơn 90.000 cư dân ở tại một cái thành phố gọi là Conyers ở tại Georgia đến sáng ngày hôm nay vẫn được các giới chức yêu cầu là đi di tản sau khi mà 5 giờ sáng hôm chủ nhật có một cái nhà máy sản xuất hóa chất bị cháy. Thì cái nhà máy đó tên là Biolab tọa lạc ở tại thành phố Conyers của tiểu bàn Georgia và bây giờ báo cáo từ phía văn phòng Sheriff ở đó cho biết là đám cháy bốc lên là vào khoảng trước 5 giờ sáng hôm mà chủ nhật thưa quý vị và từ 5 giờ sáng mà cháy đến 4 giờ chiều lực lượng cứu hỏa ở đây họ mới có thể dập tắt được. Thì bây giờ lực lượng cứu hỏa họ xác nhận là lửa bốc lên là tại vì um, cái vòi phun nước gắn ở trên trần nhà của cái nhà máy đó thưa quý vị nó bị hư mà phân xanh thì cái vò à, cái cái nắp ấy, nó bị bung ra thì khi mà bung như vậy đó nước nó nó xịt xuống suối xả mà nước thì nó lại văng chúng ở một cái nơi đựng những cái thùng hóa chất những cái thùng hóa chất này đó nó lại có cái tính chất là nếu mà gặp nước nó sẽ uh, react phản ứng uh, và tạo tạo ra một cái cục lửa và cái cục lửa như vậy nó cứ bốc thẳng lên trên cái trần nhà và nó khiến cho cả cái trần nhà bắt đầu nó bị cháy và bị à, sập xuống. Thì à, lúc đó đó phía sheriff cho biết là có nhân viên đang làm việc ở nhà máy nhưng mà may mắn thì có thể họ thấy cháy một cái là họ đã chạy ra ngoài cho nên à, không có ai bị thương trong cái chuyện này. Nhưng mà như quý vị thấy là bởi vì đây là hóa chất à, cho nên là khi mà nó cháy đó cái khói nó bốc ra nó đen kịch hết và vô cùng độc hại cho nên từ ngày hôm qua là phía cái Interstate 20 mà dẫn đi ngang qua cái khu vực nhà máy này đó đã được đóng cửa và người dân ở xung quanh ở đây thì bây giờ đó giới chức thì họ nói là có khoảng 17.000 người nhưng lúc hôm chủ nhật nhưng mà đến bây giờ đó báo chí họ ghi nhận là có thể lên đến 90.000 tại vì cả hai đầu của cả cái thành phố này luôn là người ta vẫn được khuyên di tản đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa được lệnh cho về tại vì khói nó vẫn bốc ra cùng cuộn thôi quý vị ờ, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật thêm quý vị về cái thông tin đám cháy live fire ngày hôm nay ờ, tính đến sáng ngày hôm nay thưa quý vị thì quận San Bernardino cũng đã phải ban hành nhiều cái lệnh sơ tán mới vào đầu giờ chiều ngày hôm nay Lê Thái sẽ tiếp tục bản tin sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Gòn TV trong chương trình Thời sự Thế Giới cùng Thảo Yên và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, trước phần thông tin thư thương mại thì Lê Thái có đang gửi đến quý vị thông tin về đám cháy Live Fire à, đang bùng phát rất là nhanh tại quận San Bernardino. À, riêng trong đầu giờ chiều ngày hôm qua, à, trong giờ chiều ngày hôm qua, cuối giờ chiều ngày hôm qua, có là 5 giờ chiều thì à, ở quận San Bernardino người ta cũng phải ban hành một cái lệnh à, sơ tán mới à, vì cái đám cháy này. À, chúng ta đã biết là cái đám cháy live Fire bùng phát à, ở quận San Bernardino đó, à, hơn 3 tuần sau khi mà đám cháy này bắt đầu vào ngày 5 tây tháng 9 và cái lệnh sơ tán này đã được ban hành cho những cái cộng đồng ở khu vực là Seven Oaks rồi khu vực ở Barton Flash bao gồm tất cả những cái khu cắm trại và những cái cabin trong cái khu vực. Riêng cái đám cháy live Fire này tính đến ngày hôm nay thưa quý vị đã thiêu rụi hơn là 43.200 Mậu Anh kể từ khi được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 9 và làm hư hại ít nhất là 4 cái công trình lớn ở quận San Bernardino. Tính đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày hôm qua thì đám cháy này cũng đã được khống chế phần nào hơn 83%. Riêng cái đám cháy đang bùng phát dữ dội trong cái hệ thống thoát nước ở Bear Creek thú vị cũng tạo ra rất là nhiều khói và dự kiến là cái tình trạng khói mù này nó sẽ xảy ra ở cái thung lũng Big Bear trong vài ngày tới. À, đường cao tốc 330 cũng sẽ vẫn phải đóng cửa theo cả hai hướng từ Highland Avenue cho đến Light Oak à, vì lực lượng cứu hỏa người ta vẫn phải đang hoạt động, đang chữa cháy trong cái khu vực này. À, và theo Cal Fire, thưa quý vị, thì cái nguyên nhân gây ra đám cháy à, như chúng tôi vẫn hay cập nhật đến quý vị trong nhiều chương trình đó là do đốt phá, do một cái cư dân ở Noco đó là Justin Wendt Hastenberg 34 tuổi, và cái tay này đang bị à, buộc tội là cố ý gây ra vụ cháy live fire vào ngày ngày 5 tháng 9 ở gần đường Baseline ở Highland. Và hiện người đàn ông này cũng đang phải đối mặt với chính tội danh nghiêm trọng và đang bị giam giữ mà không được tại ngoại. À, riêng vụ cháy live fire này là một trong ba cái vụ cháy lớn ở miền Nam California cũng đang tiếp tục diễn ra. Trong khi đó thì đám cháy mà Air, Airport Fire cũng đang diễn ra thưa quý vị. Và thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì cơ quan FBI đã đưa ra một cái offer um, Giống như là họ bây giờ họ đưa ra um, một cái thỏa thuận uh, đối với một cái đơn kiện tập thể mà FBI uh, bị vướng vào Từ năm 2021 thưa quý vị họ bị 34 phụ nữ những người này từng là những người tân binh tại cái cơ quan đào tạo của FBI ở Virginia và một số người từng là nhân viên FBI nhưng mà vì những cái lý do mà họ nói là bị trù dập khi mà họ không thỏa hiệp với những cái vấn đề quấy rối tình dục của các lãnh đạo cho nên bị sa thải thì 34 người này đã nộp đơn kiện từ năm 2022 và cho đến sáng ngày hôm nay thì FBI bây giờ đó họ đưa ra cái mức bồi thường cho cái đơn kiện này là 22 triệu thì không không biết là các phụ nữ này họ có đồng ý hay không à, cần vẫn cần và ông thẩm phán à, xem xét cái vụ này đó đồng ý thì mới được nhưng mà nếu như mà được thông qua đó thì đây sẽ là một cái vụ kiện mà FBI phải trả tiền nhiều nhất từ lúc à, thành lập cho đến bây giờ thì à, thưa quý vị ông à, luật sư đại diện của 34 nguyên đơn ông David Schaffer cho biết 34 phụ nữ này đó đều từng là uh, giống như được đào tạo ở tại cái academy của FBI tại Quantico ở Virginia và sau đó, đó một số uh, những người này đã bị rớt cái cái um, cái cái process huấn luyện không được uh, cấp bằng và họ phải nghỉ và một số sau này đó um, uh, tốt nghiệp rồi nhưng mà khi mà vào làm việc đó thì họ nói là họ gặp phải cái vấn đề là bị quấy rối tình dục và những người mà bị rớt khi mà bị training cũng nói như vậy luôn à, họ nói là ở fbi họ có một cái văn hóa đó là à, quý vị cũng biết là fbi là một, một trong những cái cơ quan mà nam đó vẫn chiếm số nhiều um, hơn nữ 3 phần tư những người ở đây từ cấp lãnh đạo cho đến những người ở dưới thì 3 phần tư là nam thì những người nữ vào ở trong này đó họ nói là ở fbi có một cái văn hóa là những người đồng nghiệp nam hay những cấp trên đó, đặc biệt là cấp trên thường xuyên nói những cái câu uh, um, giống như là uh, những cái câu những câu chuyện cười những câu chuyện hề nhưng mà đều liên quan đến những vấn đề tình dục mà những người phụ nữ này nếu như mà họ phản ứng lại thì sẽ bị những người cấp trên này đó giống như là quả phạt rồi còn dạy bảo là khi mà nghe như vậy là phải mỉm cười uh, cười theo cho thấy những cái chốt này vui quá còn không đó có những người là bị những cái người cấp trên đó nhìn thẳng thừng vào ngực rồi vào mông rồi họ có những cái lời bình luận rất là khiếm nhã nhưng mà không thể nào phản ứng lại những người mà phản ứng lại thì như trong đơn kiện họ nói là họ liên tục bị giống như là uh, đánh rớt rất nhiều bộ môn đến nỗi giờ cuối cùng dẫn đến cái chuyện họ không thể nào mà à, qua được cái phần thi để mà có thể đậu là một người fbi agent còn những người mà vào được à, đậu rồi đó thì khi mà đi làm vẫn tiếp tục bị cái tình trạng là người cấp trên đó, à, gạ tình rồi quấy rối tình dục nhưng mà nếu mà không chịu à, thỏa hiệp theo thì sẽ bị thuyên chuyển đi làm những cái việc Khó khăn rồi làm những cái giờ ca đêm Vân vân Và bị các đồng nghiệp nam cô lập Bởi vì từ trên cho xuống dưới Họ đều có một cái văn hóa như thế này Và riết rồi những cái người nữ uh, agent này đã Cuối cùng họ chịu không nổi Họ phải uh, nghỉ việc Và cùng một lúc họ đã nộp đơn kiện thì những cái lời tố cáo này của gần 34 phụ nữ này đã khiến cho thứ nhất à, quốc hội đã phải mở một cái cuộc điều tra mà họ không sử dụng chính à, lực lượng FBI mà họ phải thuê một cái công ty ở bên ngoài một công ty thứ ba để mà nó bảo đảm cái tính trung lập cũng như là một cái tổ chức Watchdog họ đã phối hợp với à, tờ AP thưa quý vị đồng thời họ đưa ra những cái bản tin tường trình thì hai cái cuộc điều tra song song này đó nó dẫn đến những cái kết quả giống y chang những cái lời à, tố cáo của các phụ nữ này. Thì à, bây giờ đó ông à, luật sư của à, 34 nguyên đơn cho biết là đơn kiện cái sự việc bị phanh phui và cái việc mà FBI họ đồng ý họ offer một cái số tiền lên đến 22 triệu cho thấy là suốt mấy chục năm qua đó FBI từ ở trên cho xuống dưới họ đã dung túng lẫn nhau và những cái thế hệ lãnh đạo đàn ông sau này đó cứ học theo như vậy mà đi chèn ép quấy rối phụ nữ và đặc biệt những cái vụ điều tra của tổ chức Watchdog với lại tờ AP đó họ còn phát hiện là những cái người lãnh đạo nam ở trong cơ quan FBI này đó không hề khai báo chuyện họ có những cái mối quan hệ tình cảm với những nữ nhân viên cấp dưới à, người có gia đình cũng như không làm một cái việc đi làm để trái lại với cái policy của cơ quan FBI và bất chấp cái chuyện bị quốc hội điều tra và bị cơ, à, tờ báo AP họ à, phanh phui những cái chuyện này đó thì không một ai trong những cái người mà bị điều tra này đó sau đó bị à, trừng phạt gì hết coi như cơ quan fbi đó họ lẳng lặng để cho những người mà bị điều tra đó nếu định đến tuổi về hưu được về hưu và được hưởng full benefits luôn thưa quý vị còn những người mà chưa về hưu đó thì lẳng lặng thuyên chuyển chức vụ đi qua những cái department khác tiếp tục làm việc thì bây giờ qua cái đơn kiện này quý vị chúng ta cũng thấy được là rõ ràng fbi họ muốn dùng 22 triệu để bịt miệng cái vụ kiện này mà thôi à, và bây giờ họ chỉ đưa ra một số những cái à, à, giống như như cùng với 22 triệu chúng tôi sẽ có những cái thay đổi chẳng hạn như là sẽ lập ra một cái đường dây hotline 24 trên 7 để cho những nữ học viên hoặc là những nữ y trên sau này mà có vấn đề có thể gọi và báo cáo nhưng mà báo cáo những cái báo cáo đó sau này đi đến đâu ai sẽ tiếp quản những cái báo cáo đó thì cơ quan F3 không nói ra thưa quý vị. Dạ vâng. Uh, tiếp theo thưa quý vị, uh, trong uh, cuối ngày thứ bảy ngày vừa qua thì uh, có một cái thông tin uh, chấn động đó là thủ lĩnh của tổ chức Hezbollah là ông Hassan Nasrallah đã bị giết trong một cuộc không kích của quân đội Do Thái. Uh, và quân đội Do Thái cũng cho biết là vào ngày 28 tháng 9 vừa qua họ đã giết được thủ lĩnh của tổ chức uh, Hezbollah đó là Sayyed Hassan Nasrallah của Hezbollah theo đó thưa quý vị thì ông Nasrallah này đã bị giết trong một cái cuộc không kích nhằm vào cái trụ sở trung tâm của nhóm Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào hôm ngày 27 tháng 9. À, trong khi đó thì trong ngày hôm qua ngày 29 tháng 9 thưa quý vị thì thi thể của thủ lĩnh Hezbollah là ông Sayyed Hassan Nasrallah cũng đã được tìm thấy tại những cái địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam ở Beirut này và vẫn còn nguyên vẹn riêng một cái nguồn tin y tế và một cái nguồn tin an ninh cho biết với cái tờ Reuters vào ngày chủ nhật vừa qua thì cái tổ chức Hezbollah này được Iran hậu thuẫn cũng đã xác nhận cái thông tin à, trong cái tuyên bố của tổ chức Hezbollah vào ngày thứ bảy á thì tổ chức này cũng đã chính thức xác nhận cái chết của ông Nasrallah và không nói chính xác là ông đã bị giết một một cách như thế nào cũng như là tang lễ của ông sẽ là diễn ra khi nào thì hai cái nguồn tin này chúng ta thấy là cho biết là thi thể của ông không có vết thương trực tiếp nào và có vẻ như là cái nguyên nhân tử vong là do chấn thương do cái lực nổ của quân đội do thái à, ném bom vào riêng ông narasla là một cái người lãnh đạo của nhóm hezbollah trong suốt 32 năm qua và ông cũng là là một người trong sinh năm 1960 trong một cái gia đình hồi giáo ở Syria rồi cũng có thời gian học tập về tôn giáo tại Iran rồi cũng trở thành thủ lĩnh của tổ chức Hezbollah À, sau khi mà cái người tiền nhiệm bị ám sát trong một cái cuộc không kích của Israel vào năm 1992. À, theo đó thì tổ chức Hezbollah này cũng là một cái lực lượng tôn giáo và vũ trang ở Lebanon. Chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin sau một bài thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Saigon TV trong chương trình Thời sự Thế giới. Ở trước phần thông tin thương mại lê thái có gửi đến quý vị về thông tin về thủ lãnh của à, nhóm hezbollah là à, ông à, nasrallah đã bị à, à, một cuộc, cuộc phục kích của quân đội do thái đã à, giết chết vào buổi cơ chiều ngày hôm thứ bảy à, riêng chúng ta biết rằng là ông à, thủ lãnh này là một trong những cái người tiền nhiệm à, ông kế nhiệm một cái người tiền nhiệm và cái người tiền nhiệm này đã từng bị ám sát trong một cái cuộc không kích của quân đội do Thái vào năm 1992. À, Hezbollah cũng là một lực lượng tôn giáo và vũ trang của Lebanon và biết rằng là lực lượng chiến đấu của Hezbollah đó có tới hơn là 100.000 tay súng. À, riêng tạp chí quốc phòng Chen ước tính là tổ chức mà Hezbollah có hơn là 20.000 lính chiến thường trực và khoảng hơn là 20.000 lính dự bị. Ngân sách của Hezbollah khoảng là 700 triệu Mỹ Kim, theo ước tính của Mỹ vào năm 2028, nhưng tính đến thời điểm này thì vẫn chưa có con số cụ thể. Khác với những cái nhóm vũ trang nhỏ lẻ khác, thưa quý vị, thì cái nhóm Hezbollah này được trang bị vũ khí rất là đa dạng, à, từ những cái súng cá nhân cho đến pháo phản lực, à, tên lửa, hệ thống phòng không, hệ thống chống tăng, rồi máy bay không người lái cũng được à, trang bị rất là kỹ lưỡng của cái tổ chức Hezbollah này và trong nhiều năm qua thì Hezbollah và Israel đã giao tranh tại rất là nhiều khu vực của biên giới miền nam ở Lebanon giáp ranh với lại cái miền bắc của Israel. À, cái vụ mà ám sát thủ lĩnh của của tổ chức Hezbollah này à, nó sẽ dẫn ra những cái viễn cảnh tiếp theo là như thế nào? thì khi mà à, cái vụ này nó xảy ra vào buổi ngày hôm thứ bảy vừa qua chúng ta sẽ đặt ra rất là nhiều câu hỏi. cái câu hỏi đầu tiên là liệu là Hezbollah sẽ làm gì sau khi mà thủ lĩnh của mình À, bị ám sát vào đêm ngày thứ bảy vừa qua. Ờ, hiện nay thì cái tổ chức Hezbollah có vẻ là đang trao đảo sau hàng loạt những cái đòn tấn công liên tiếp của uh, quân đội do Thái. Riêng cơ cấu chỉ huy của Hezbollah cũng đã bị chặt đầu và cái người thủ lĩnh cũng đã bị bị mất. Thì sẽ hơn với lại cái trục chỉ huy cấp cao khác đã bị ám sát trong cái suốt thời gian qua. cái hệ thống thông tin liên lạc của tổ chức này cũng đã bị phá hoại qua những cái vụ nổ kinh hoàng của những cái máy nhắn tin và bộ đàm trong những cái thời gian qua mà chúng tôi cũng đã đưa tin đến quý vị và nhiều những cái vũ khí của nhóm này cũng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của quân đội do thái riêng những cái nhà phân tích an ninh trung đông làm việc tại hoa kỳ là mohamed al basa đó ông nói rằng là cái việc mà mất đi cái người thủ lĩnh sẽ có tác động đáng kể đến cái khả năng mà gọi là hoạt động của cái nhóm này và sẽ gây ra những cái biến động rất là nhiều trong cái nội bộ và thay đổi chiến lược chính trị và quân sự của nhóm này trong một cái thời gian ngắn hạn nhưng có lẽ cái sai lầm này cũng sẽ kỳ, rằng, kỳ vọng rằng là cái à, những cái vụ mà tấn công kịch liệt của israel sẽ đột ngột từ bỏ và đàm phán hòa bình theo mật có điều kiện của do thái nó cũng sẽ được diễn ra nhưng mà chúng ta không biết là đàm phán có được thông qua hay không nhưng thủ lĩnh mất thì đây là một trong những cái đòn dáng rất là mạnh mẽ à, khiến cho cái quân đội của hezbollah trao đảo trong cái thời gian à, hai ngày vừa qua thưa quý vị Thưa quý vị vào ngày mai đó thì sẽ diễn ra một cái cuộc à, tranh luận giữa hai ông à, ứng viên phó tổng thống à, Tim Team và J Vance thì cái à, cái cuộc đây sẽ là cái cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ông à, từ đây cho đến ngày bầu cử tháng 11 thì à, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào 6 giờ chiều ngày mai theo giờ của California và các tiểu bang miền Đông thì là 9 giờ tối thưa quý vị. À, ở trên đài cbs mà cái nơi diễn ra đó là cbs ở new york city à, cbs họ sẽ cử ra hai người điều hợp thì những cái thể lệ của họ nó khá giống với lại những cái cuộc tranh luận vừa rồi của các ứng viên tổng thống đó là thứ nhất sẽ không có khán giả hiện diện ở trường quay hai à, người mỗi người sẽ có khoảng 2 phút để trả lời cho cái câu hỏi của mình và sau đó đó những người ứng viên kia sẽ tiếp tục có thêm 2 phút nữa để mà đưa ra những cái quan điểm đối chọi. Nhưng mà đặc biệt cái cuộc tranh luận vào tối ngày mai của hai ông Vance và Walsh á à, CBS họ nói ban đầu đó microphone của hai ông sẽ không có bị tắt nghĩa là người này đang nói nhưng mà nếu người kia mà muốn phản biện nó vẫn có thể nhảy vào nhưng mà họ nói cuối cùng nếu như cái tình hình mà họ nói là đi quá cái tầm kiểm soát nghĩa là nhiều khi có thể có những cái lời mà tấn công cá nhân hay là quá ồn ào không còn nghe gì được thì cái quyền cuối cùng sẽ nằm trong tay hai người điều hợp hai người điều hợp họ có một cái nút họ có thể tắt được cái microphone thì bây giờ chúng ta quay lại với cái chuyện đó là hai ông đó có rất nhiều những cái điểm chung với nhau cho nên cái cuộc tranh luận này sẽ khiến cho nhiều người đặc biệt là những cái cử tri uh, um, independent thưa quý vị mà hỏi bây giờ vẫn chưa có ghi danh họ thuộc bên nào và những cái mối quan tâm không uh, bất kể đảng phái thì uh, như quý vị thấy hai người đó có rất nhiều điểm chung và chẳng hạn như đều là thượng nghị sĩ đến từ cả hai cái tiểu bang à, họ gọi là swing states, à, ông Vance thượng nghị sĩ Ohio và ông Walsh thượng nghị sĩ của Minnesota. À, và trước đây đó trước khi mà được à, ông Trump và bà Harris chọn thì hai ông này không có nổi tiếng mà theo cái vấn mà theo có thể mà kiểu nổi tiếng theo cấp quốc gia được mà chỉ nổi tiếng ở cái tiểu bang của mình thôi. Nhưng mà từ khi mà được chọn thì hai ông bắt đầu được cả nước họ chú ý đến rồi chưa kể là bác ra của hai ông đó nó trùng hợp là đều từng phục vụ ở trong quân đội hết à, và họ đều xây dựng à, họ đều muốn xây dựng một cái hình tượng mà một người đàn ông bình thường một người à, bình thường ở mỹ này có thể cảm thấy là related thưa quý vị là ông was thì có một cái bác là một nhà giáo rất là thân thiện dễ gần còn ông Vance thì là một người giống như là nhờ học hành nhờ cái sự cố gắng mà thoát khỏi được cái vùng đất mà họ gọi có thể nói là À, bừng cố nông thôi quý vị. Nói chung là không có phải hai người không phải là đến từ gia đình giàu có hay gì cả. Thế nhưng hai người lại có những một cái điểm khác biệt vô cùng uh, khác xa nhau mà bây giờ đó thông qua cái cuộc tranh luận ngày mai họ phải cho cử tri thấy được cái quyết định à, là tại sao phải bỏ phiếu cho cái đảng mà hai người đang à, theo và những cái quan điểm chính trị gây tranh cãi của cả hai mà ngày mai họ phải giống như là giải thích cho cử tri những cái quan điểm chính trị của chính họ và cả cái đảng mà họ đang theo cái ứng viên à, tổng thống mà họ sẽ đứng chung liên danh cho quý vị. Thứ nhất, đó là chúng ta nói về ông à, Walsh. À ông đã bị chỉ trích rất là nặng nề khi mà làm thượng nghị sĩ ngay sau những cái ngày mà xảy ra cái chết của ông George Floyd với cái phong trào Black Lives Matter nó dâng cao đó thì ông đã bị chỉ trích từ đó cho đến nay với cái chuyện là ông chậm rễ không điều động vệ binh quốc gia vào để mà giúp đỡ cho lực lượng cảnh sát địa phương ở đó gây ra cái chuyện đó là thành phố Minnesota bị tàn phá bạo loạn vân vân cảnh sát bị tấn công bị thù ghét cho đến bây giờ thì cái chuyện đó và đảng dân chủ luôn bị chỉ trích là quá nương tay với tội phạm thưa quý vị thì bây giờ ông vẫn phải tiếp tục giải thích cho cái hành động năm đó của ông rồi chưa kể đó là phía ông Walsh và đảng dân chủ quý vị cũng biết là họ có cái quan điểm về cái vấn đề bảo vệ môi trường nhưng mà để làm cái chuyện đó thì đảng dân chủ ở từng tiểu bang họ đưa ra những cái đạo luật rất là nghiêm khắc đối với các công ty sản xuất bản thân ông Wall ở tại minnesota đó thì ông liên tiếp trong những năm qua ông đưa ra những cái đạo luật hà khắc với giới nông gia thưa quý vị ngành nông nghiệp và những cái ngành khai thác than đá thì bây giờ những cái người nhân viên những công nhân làm việc cho hai cái ngành đó đó họ chỉ trích ông rất nhiều và bây giờ ông phải giống như là tìm mọi cách để mà thuyết phục họ Tại sao họ phải bỏ phiếu cho ông khi mà làm trong cái ngành này họ bị có quá nhiều những cái restrictions khiến cho rất nhiều farmers họ không có thu hoạch mất mùa thất thoát rồi cái ngành mà mining đó bà bị mất job vân vân quá trời nhiều. rồi chưa kể cái vấn đề về di dân bất hợp pháp ông cũng phải giải thích luôn cho những cái policy của bà Harris nữa. Còn bây giờ nói đến ông Vance thưa quý vị thì ông Vance còn có nhiều chuyện để nói hơn nữa đó là ông trong thời gian qua đó có thể nói là tại vì ông ông vance này những cái phát ngôn quá khích của ổng mà bây giờ ông trump cũng bị ảnh hưởng theo đó là những cái phát ngôn mà à, coi thường sỉ à, nhục phụ nữ rồi à, ông à, đặc biệt là những cái à, cái thù ghét đối với người di dân đương nhiên là chúng ta không có thích di dân bất hợp pháp nhưng mà chúng ta cũng không nên bịa ra những cái chuyện mà không có thật ở trên đời và gán ghép vào những cái chuyện mà người ta không có làm đối với những người di dân ở gốc Haiti ở tại Ohio chẳng hạn như vậy thì bây giờ ông Vance ổng cũng phải vẫn đang tiếp tục giải thích cho cử tri và những người trước đây đó vốn là nghiêng theo Đảng Cộng hòa nhưng mà vì những cái chuyện làm quá khích của ông Vance bây giờ đó người ta trong những cái cuộc thăm dò họ lại nói là tôi không thích những cái uh, cái tư tưởng thù ghét quá đáng của ông Vance mà bây giờ tôi từ uh, đảng viên của Đảng Cộng hòa có thể tôi sẽ bỏ phiếu cho bên Đảng dân chủ chỉ vì uh, họ có cái tư tưởng quá khích như thế này thì bây giờ trong những tuần gần đây đó ông JD Vance này bắt đầu cũng uh, giảm giảm bớt những cái tuyên bố tầm bậy tầm bạ quá khích của mình nhưng mà cái gì đã nói ra rồi như cái ly nước hất đi không có à uh, hốt lại được thưa quý vị. Và bây giờ ông phải tìm mọi cách để mà thuyết phục lại những cái cử tri này quay trở về với Đảng Cộng hòa. À, chúng dạ, tôi vâng. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thư thương mại bổ trợ cho đài. cảm ơn quý vị vừa giữa làn sóng của Lido sài gòn tv trong thời sự thế giới kính thưa quý vị trong mấy ngày vừa qua thì à, hai ứng cử viên tổng thống của hoa kỳ à, đang à, tranh tranh cử và tranh tranh luận à, đi vận động tranh cử ở rất là nhiều cái tiểu bang à, nơi mà hai hai ứng cử viên này à, đi tới thì cũng rất là đông những cái người ủng hộ à, riêng ông trump trong những ngày vừa qua thưa quý vị thì à, đang leo thang một cái cuộc tấn công nhắm vào bà harris À, và những cái lời lẽ của ông Trump như quý vị cũng đã biết thì à, Ông là một người cũng rất là cá tính Thật sự là rất là cá tính Nhưng mà nói về cái, cái khi mà à, tấn công một đối thủ Thì ông Trump bị một cái là hay tấn công bằng những cái lời lẽ rất là xúc phạm Đến cái ứng cử viên đối thủ của mình à, ngày Mấy ngày vừa qua thì à, ông cũng bị nhiều người người ta chỉ trích Về những cái câu nói Thí dụ như là à, gọi bà Harris là một cái người mà thiểu năng trí tuệ Rồi những cái câu nói rất là xúc phạm riêng cái ông uh, riêng ông trump thưa quý vị uh, trong các cuộc mà tấn công cá nhân như thế đó thì uh, ông tấn công cái đối thủ của đảng dân chủ của mình bằng nhiều cái câu mà khiến cho người ta rất là khó chịu và cái cuộc biểu tình của ông trump ở area ở pennsylvania đã diễn ra với các mà chủ đề tương tự như vậy khi mà một cái ngày trước đó thì cái chính ông mô tả một cái bài phát biểu uh, một cái bài phát biểu là một cái bài phát biểu đen tối của bà harris khi mà nói về cái đám đông uh, của bà khi mà những người ta reo hò trong cái buổi mà uh, vận động tranh cử của bà ở uh, pennsylvania Uh, riêng ngày hôm qua thì chỉ còn chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay là khoảng chừng hơn một tháng nữa thôi Thì cái cuộc bầu cử nó sẽ diễn ra Ông Trump đang tăng cường sử dụng các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào uh, bà Harris Trong khi một số đảng viên Cộng Hòa và những người mà người ta theo đảng dân Cộng Hòa đó Người ta cũng nói rằng nếu như mà uh, cựu Tổng thống Donald Trump có thể mà bám sát hơn vào các vấn đề vào các sườn, vào các câu hỏi, vào các vấn đề là làm thế nào để tốt cho nước Mỹ thì nó vẫn hay hơn là khi mà đã kích vào một cái người nào đó bằng những cái lời lẽ xúc phạm. À, riêng đề xuất của ông Trump, ông nói rằng là những cái kẻ thù chính trị phải bị truy tố, đặc biệt là đáng chú ý khi mà những cái người này đi chệch khỏi các chuẩn mực ở Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái hệ thống tư pháp được cho là được bảo vệ khỏi ảnh hưởng chính trị. Trong những tuần gần đây thì cựu tổng thống Donald Trump ông cũng nói rằng ông sẽ đe dọa truy tố đó là cái mạng xã hội Google à, vì đây là những cái cáo buộc ưu tiên những cái câu chuyện hay về bà Harris và cái giám đốc điều hành Meta là Mark Zuckerberg khi mà rất là nhiều những cái bài báo hay nói về bà Harris thì lại được đưa lên Google đưa lên thì ông sẽ cũng sẽ dọa kiện trong những ngày sắp tới à, riêng ông Trump ông cũng lập luận rằng là các công tố viên liên bang và tiểu bang đang nhắm vào ông vì cái lý do chính trị mặc dù là không có một cái bằng chứng nào chúng ta thấy rằng điều đó là đúng và nếu như thắng cử thì ông trump cũng có khả năng sẽ tự ân xá cho chính mình về các vụ mà liên bang liên quan đến những cái vụ mà thập, uh, uh, kết uh, kết là luận tội trong cái thời gian vừa qua hoặc là sẽ ra lệnh cho bộ tư pháp đóng cửa các cuộc điều tra của họ đối với ông nếu như ông đắc cử riêng ông thì ông cũng nói rằng là nếu như mà bà harris thắng thì ông cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu hơn nhưng mà ông cho rằng là ông không quan tâm đến vấn đề mà nếu như bà harris thắng Riêng bà Harris, thưa quý vị, Phó Tổng thống Kamala Harris thì à, trong ngày hôm qua cũng đã có một vài cái chế diễu rất là nhẹ nhàng đối với ông Trump khi mà bà nói rằng là cái quy mô đám đông những người đến ủng hộ những cái buổi tranh luận của bà đó nó đông hơn của ông Trump rất là nhiều. Vào ngày Chủ nhật vừa qua thì bà vận động tiền cho cái chiến dịch ở California và tổ chức một cái cuộc biểu tình ồn ào tại một cùng một cái địa điểm ở Nevada nơi những cái ứng cử viên ở đây của Đảng Cộng hòa đã xuất hiện chỉ hai tuần trước đó mà thôi trong cái cuộc tranh luận của tổng thống uh, của trong cái cuộc tranh luận của tổng thống trong những mấy ngày vừa qua thì bà Harris cũng nói rằng là bà như đang bà đã cũng đang chọc tức ông Trump về những cái lời nói khi mà mọi người rời khỏi các cuộc biểu tình của ông sớm về những cái bài phát biểu dài dòng của ông có nghĩa là những cái buổi mà ông tranh luận đó những cái người mà đến tham dự những cái buổi tranh luận của ông Trump người ta bắt đầu người ta kéo về sớm sớm bởi vì cái ông nói chuyện rất là dài dòng nhưng mà trong cái suốt thời gian qua thì chúng ta thấy rằng cái sự chia rẽ trong cái nội bộ của Hoa Kỳ của hai đảng Cộng hòa và dân chủ nó vẫn càng ngày nó càng sâu sắc hơn khi mà cái cuộc bầu cử nó càng ngày nó càng tiến gần chỉ hơn một tháng nữa thôi chúng ta sẽ chứng kiến được cái vần tranh luận và ngày mai cũng sẽ là phần tranh luận của hai phó tổng thống như Thảo Yên đã đưa đến quý vị thông tin mới vừa mới vừa qua thưa quý vị. Và thưa quý vị, tháng 11 này đó ở tại cái cuộc bầu cử địa phương, đặc biệt là ở tại thành phố Santa Ana thì người dân ở đây trong vòng không biết quý vị ở Santana trong những tháng vừa qua đó bắt đầu có nhận những cái à, giống như flyers của cả hai đảng họ đều đang à, khiến mọi người chú ý đến một cái dự luật gọi là Measure DD thưa quý vị. Đó là phía đảng dân chủ đó thì họ bây giờ đang muốn thông qua cái dự luật này, đó là cho phép di dân bất hợp pháp. Cái ngôn ngữ mà họ ghi trên cái dự luật đó thì họ ghi là undocumented nhưng mà rõ ràng undocumented nghĩa là không có giấy tờ mà không có giấy tờ thì nghĩa là di dân bất hợp pháp. Thì bây giờ họ muốn ở tại Santa Ana cho di dân bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu bầu ra thị trưởng những cái người ở trong hội đồng thành phố và tất tần tật những cái dự luật nào ở trong thành phố Santana thưa quý vị thì đương nhiên những cái phe mà chống đối thì trong khoảng thời gian 1 2 tháng nay họ cũng gửi flyers về nhà rồi họ cũng kêu gọi mọi người là bỏ phiếu nô no cho cái dự luật này thì như quý vị thấy đó Thật sự ra đó một số các thành phố uh, dân chủ khác uh, ở trên Hoa Kỳ này đã thông qua những cái uh, một số uh, um, đạo luật như thế này nhưng mà chỉ cho phép người không có giấy tờ di dân bờ Pháp chẳng hạn như ở San Francisco và Oakland là hai cái thành phố mà dân chủ nhất ở đây uh, đó là cho phép di dân bờ Pháp bầu cử những cái chức vụ ở trong school board thôi thưa quý vị chứ không có được bầu ra cái người thị trưởng hoặc là giống như là ô bây giờ thành phố muốn tăng thuế thì những kể cả, cả, cả di dân bất pháp cũng được quyền bỏ phiếu hay là uh, thành phố muốn thay đổi sửa đổi lại những cái uh, uh, zoning này, này nọ là bây giờ di dân pháp cũng được quyền luôn thì bây giờ Santana muốn đi đầu là cái thành phố mà đầu tiên ở Hoa Kỳ này di dân bất hợp pháp có quyền bỏ phiếu cho những cái chức vụ cao nhất ở tại địa phương và cũng cần nói thêm là thành phố Santana là cái thành phố mà có à, di dân bất hợp pháp nhiều nhất ở quận Cam lên đến 24% lận thưa quý vị thì Bây giờ quý vị thử nghĩ xem xem người di dân bất hợp pháp ở đây đã vào lậu rồi, đã sử dụng chính quyền thành phố rồi cả tiểu bang đã sử dụng tiền thuế cung cấp chỗ ở, quần áo vân vân. Rồi bây giờ còn thiếu điều là phải cho họ cái quyền để mà họ đi bỏ bỏ phiếu quyết định cái cách mà các lãnh đạo địa phương ở đây vận hành một cái thành phố chưa bao giờ mà thấy uh, các đại, đảng dân chủ họ lại có thể đưa ra được uh, những cái dự luật mà mà nực cười như thế này mà ở tại quốc hội đó thì uh, thượng viện họ đã thông qua là bây giờ trong những cái cuộc bầu cử địa phương À, người dân người có quốc tịch khi mà đi bầu thì phải mang proof là mình là có quốc tịch mới được đi bầu nhưng mà đương nhiên rõ ràng là ở các uh, tiểu bang mà dân chủ thì họ sẽ không có yêu cầu. Quý vị có thể ra phòng phiếu, đi vào và có thể bỏ phiếu và chưa kể còn ở đây còn chẳng hạn như California còn có thể mail in ballots nữa thôi quý vị. Thì bây giờ không biết là cái dự luật đi đi này vào tháng 11 liệu có được thông qua hay không. Ờ kính uh, thưa quý vị trong uh, mấy ngày vừa qua thì uh, bộ quốc phòng Đài Loan người ta cũng cho biết rằng là uh, rất là nhiều những cái vụ mà thử tên lửa đạn đạo bắn sâu vào nội địa của Trung Quốc trong mấy ngày vừa qua gây ra cái tình trạng là báo động lo ngại cho Đài Loan uh, nhiều ngày vừa qua thưa quý vị thì uh, Trung Quốc người ta đã tuyên bố là Bắc Kinh sẽ thực hiện đã thực hiện thành công những cái vụ mà phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và Đài Loan được cho là nhà nước dân chủ quản lý và nơi mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình luôn theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc do Bắc Kinh thường xuyên hoạt động quanh cái hòn đảo này. Riêng uh, hiếm khi mà Đài Loan người ta công bố những cái thông tin chi tiết về những gì họ thấy đã diễn ra bên trong Trung Quốc. Uh, bộ này cũng cho biết rằng là bắt đầu từ 6 giờ 50 phút sáng ngày hôm qua đó thì họ cũng đã phát hiện nhiều đợt bắn của lực lượng tên lửa và quân đội của Trung Quốc tại các tỉnh và những cái khu vực Nội Mông, Cam Túc. Thanh Hải và Tân Cương ở Trung Quốc và tất cả đều nằm cách Đài Loan ít nhất là 2.000 km tư đương là khoảng là 1.200 miles. Riêng lực lượng của Đài Loan thì liên tục theo dõi các uh, diễn biến có liên quan và những cái lực lượng phòng không cũng đã duy trì ở mức cảnh giác cao và cái tăng cường những cái khả năng cảnh giác ở uh, những cái vụ mà thử tên lửa này ở Trung Quốc. Uh, trong khi đó thì Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cũng chưa trả lời về các cuộc gọi yêu cầu uh, bình luận ngoài giờ làm việc và lực lượng tên lửa chịu trách nhiệm quản lý kho vũ khí tên lửa thông thường và hạt nhân của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra những cái câu trả lời khi mà rất là nhiều những hãng truyền thông người ta thắc mắc là tại sao lý do tại sao thử tên lửa như vậy nhưng mà ảnh hưởng đến những cái khu vực rất là gần ở cái bán đảo Đài Loan cũng trong ngày hôm thứ năm tuần vừa qua thì bộ quốc phòng của Đài Loan cũng đã lên tiếng báo động về những cái sự gia tăng hoạt động ở uh, quân sự của Trung Quốc xung quanh cái hòn đảo này và các cuộc tập tập trận bắn đạn thật uh, cáo buộc Bắc Kinh là bất ổn về những cái chính sách về những cái thỏa thuận trong cái suốt thời gian qua quân đội Trung Quốc cũng đã phản ứng bằng cách là họ nói rằng là những cái hoạt động của họ là xung quanh Đài Loan là hợp pháp chứ không bất hợp pháp và các cuộc tập trận của họ là vẫn sẽ tiếp tục nếu như mà ở cái sự phản đối của Đài Loan họ vẫn tiếp tục họ vẫn thử những cái tên lửa này một ngày trước đó thì Trung Quốc người ta cũng đã, à, Trung Quốc cũng đã cho biết là họ sẽ thực hiện thành công một cái vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để tiếp theo vào biển Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ tiếp tục những cái bản tin sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài. cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay và thưa quý vị quay trở về những bản tin địa phương thì mới đây các bác sĩ ở tại bệnh viện johns hopkins đã lên tiếng cảnh báo về một cái căn bệnh mà trước đây đó vốn vô cùng hiếm gặp nhưng mà trong cái trường hợp này lại xảy ra cho ba đứa nhỏ là ba anh em trong một gia đình ở tại indiana thì trong ảnh thưa quý vị là ba bé lincoln norin và rimley ba em đều đã được chẩn đoán mắc một cái căn bệnh gọi là chiari malformation à, không biết dịch căn bệnh này thưa quý vị nhưng mà một cái dạng à, hộp sọ đó à, phát triển bất bình thường đặc biệt là ở phần sau gáy thì à, các bác sĩ ở tại john hopkins cho biết là à, Ba em này đó lúc mới sinh ra mọi thứ đều bình thường nhưng mà lần lượt à, bé lớn nhất thưa quý vị là à, Rimley, năm nay 10 tuổi còn hai em này đó một em 6 tuổi và một em mới 3 tuổi tự dưng cái phần à, não khi mà nó phát triển theo độ tuổi đó thì không biết làm sao mà với cái loại bệnh này cherry malformation là cái phần não ở phía sau gáy thay vì nó nằm trọn ở trong cái hộp sọ thì nó lại từ từ nó tràn ra khỏi cái hộp sọ và nó đi vào trong cái phần xương sống thưa quý vị mà khi mà tràn xuống cái phần xương sống như vậy thì nó sẽ đụng phải những cái dây thần kinh cho nên là từ trước khi mà bị uh, xin lỗi quý vị trước khi mà được chẩn đoán mắc đúng bệnh đó thì ba em này đó những cái giai đoạn ban đầu là bị những cái cơn nhức đầu từ nhẹ bắt đầu nặng rồi uh, tự dưng uh, ói mửa liên tục thì nhưng mà tại vì à, cái lúc đó đó tuổi còn quá nhỏ mà đi bác sĩ gia đình đó mà đây là cái bệnh rất hiếm gặp uh, Johns Hopkins cho biết là uh, cái xác suất đó là trong 100.000 người chưa đến một người sẽ bị nữa cho nên lúc ban đầu tuổi nhỏ như vậy thì bác sĩ lại cứ tưởng là uh, trẻ nhỏ cái uh, giống như cái phần dịch vị nó bé rồi dễ bị ói mửa còn nhức đầu thì bây giờ họ cũng không biết làm làm sao cho nên là họ chỉ uh, kê toa bình thường rồi thôi. Nhưng mà bắt đầu từ từ ba em đó uh, những cái Uh, uh, triệu chứng nó nặng nề thêm Đó là chẳng hạn như bắt đầu bị Đau uh, uh, cổ Rồi đi không vững nữa Và đặc biệt khi mà nó đã đè lên cái dây thần kinh á, Thì mắt với tay cùng lúc Của cả ba đứa nhỏ luôn coi như là Nó không có phối hợp được thôi quý vị Giống như mắt thì nhìn một hướng mà cái tay thì lại không có uh, Điều khiển để mà làm được theo cái hướng đó cho nên đến cuối cùng phải uh, gia đình phải đưa vào ở trong bệnh viện johns hopkins là những nơi mà về chuyên khoa đó thì cuối cùng các bác sĩ họ mới tìm được cái vấn đề này và bây giờ Johns hopkins họ uh, thông qua cái trường hợp này thì họ cũng uh, bắt đầu kêu gọi cộng đồng ở trong y khoa đó tiếp tục nghiên cứu về cái loại bệnh uh, chia ria uh, malformation này tại vì thứ nhất vốn là bệnh hiếm gặp cho nên là số bệnh nhân ở trên thế giới vẫn rất là ít mà trước đây đó các bác sĩ họ không nghĩ đây là một cái căn bệnh di truyền nhưng mà bây giờ cả ba đứa nhỏ trong cùng một cái gia đình sinh ra đều bị thì bây giờ các bác sĩ họ đặt câu hỏi là liệu chăng chiari malformation này có uh, di truyền ở uh, từ ở trên uh, phía ông bà truyền xuống hay không. Dạ vâng thưa quý vị, quý vị các cuộc giao tranh giữa ukraine và nga trong suốt thời gian qua thì nó cũng chưa bao giờ nó có dấu hiệu dừng lại và càng ngày nó càng một cái dấu hiệu mà nó trầm trọng thêm ờ, riêng ngày hôm qua thì tổ chức nato cũng đang xây dựng những cái kế hoạch để mà họ có thể quản lý việc sơ tán những cái số lượng uh, lớn những cái binh lính mà bị thương phòng cái trường hợp mà nó xảy ra cái cuộc chiến tranh thật là lớn với nga và ukraine trong cái thời gian sắp tới Uh, riêng cái trung tướng Alexander Saury Frank, thưa quý vị, ông là chỉ huy trưởng của bộ tư lệnh uh, hỗ trợ và hỗ trợ chung của NATO. Ông cũng cho biết là trong những cái trường hợp mà xảy ra chiến tranh á, với Nga, thì các lực lượng ở phương Tây cũng có thể sẽ phải đối mặt với những cái thách thức khác với những cái thách thức mà họ đã từng trải qua ở các vùng như là ở uh, cuộc chiến ở Afghanistan hoặc là Iraq trong uh, trong quá khứ. Ông cũng cho biết rằng là một cái cuộc xung đột với Nga có thể là sẽ liên quan đến một cái chiến trường lớn hơn và cái số lượng binh lính bị thương cao hơn nữa, cũng như là những cái thách thức đối với việc sơ tán bằng đường hàng không do hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga gây ra. À, riêng ông thì ông cũng cho biết rằng là những cái chiến lược của liên minh nhằm di chuyển những cái binh lính bị thương à, ra khỏi những cái gọi là những cái cuộc chiến đó có thể là bao gồm việc là à, sử dụng à, máy bay máy bay trực thăng hoặc là tàu hỏa hoặc là xe bus hoặc là những cái xe chuyên dụng để mà chuyên chở những cái binh lính bị thương này đến bệnh viện à, riêng tổng thống nga putin thì ông cũng đã đưa ra những cái cảnh báo ngày càng mạnh hơn À, đối với phương tây khi mà ông dự đoán là sẽ có những cái quyết định cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào nga trong những ngày vừa qua à, tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cũng nói rằng là từ lâu ông cũng đã kêu gọi rất là nhiều những cái sự phê duyệt à, về việc mà sử dụng vũ khí và à, những cái gọi phòng hỏa tiễn phòng không của phương tây như là tên lửa Storm Shadow của anh và hệ thống tên lửa là AT, à, ATACMS do hoa kỳ sản xuất để mà tấn công vào các mục tiêu sâu hơn vào bên trong của lãnh thổ của nga nhưng các quan chức hoa kỳ người ta giấu tin người ta cũng nói rằng là với những cái tờ báo khi mà phỏng vấn thì họ nói rằng là những cái cơ quan tình báo của hoa kỳ cũng tin rằng là ông Putin cũng sẽ sử dụng những cái gọi là những cái vũ lực mạnh hơn trong cái thời gian sắp tới Uh, bao gồm là các cuộc tấn công có khả năng là gây chết người rất là nhiều trên diện rộng hoặc là chống lại uh, phía bên hoa kỳ và một số đồng minh của phương tây khi mà họ cho phép các cuộc tấn công như vậy nó xảy ra giữa nga và ukraine và um, quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị mới đây một uh, phụ nữ chuyển giới à, thật sự ra cái ông này ông là đàn ông nhưng mà khi mà ở trong tù rồi đó thì uh, không biết sao phạm nhân mà vẫn được uh, tiểu bang cho tiền để mà cung cấp rồi uh, thực hiện những cái cuộc uh, chuyển giới uh, chích thuốc này nọ ở trong nhà tù thì uh, đây là hình ảnh của alex ray scott trước đây khi mà giết người thì bây giờ đó vốn đang ngồi tù cho một cái vụ giết người khác thì bây giờ bị phía công tố viên điều tra ra là hung thủ giết một người khác nữa à, ở hai tiểu bang New York và Oklahoma thì đây chính là hình ảnh hiện nay của Alex Scott 28 tuổi thôi quý vị à, Alex Scott đó vốn đang ngồi tù vì à, không biết bằng tại sao là vào năm à, xin lỗi quý vị, vào tháng 5 năm 2020. À, cậu này đó tự dưng à, lúc đó ở tại New York City. Trước đây là ở Oklahoma nhưng mà không biết tại sao à, năm 2020 à, đi vào trong một cái sở cảnh sát ở tại New York City thú nhận à, mình đã à, giết một người đàn ông thôi quý vị, tên là Robin Skodopo à, chúng tôi không có hình của ông Skodopo này. Thì à, ông Alex này đó ổng khai là trước đây ở Oklahoma ổng thuê một căn của căn một căn phòng À, trong căn nhà của à, Skolopo và sau đó thì à, tự dưng ông Skolopo này mất tích và lúc đó Alex này giải thích với những người xung quanh đó là ông à, chủ nhà tự dưng có việc phải à, đi tiểu bang khác và cũng nhanh chóng dọn đồ rời khỏi cái tiểu bang này thì à, cái vụ án của ông Skolopo đó sau khi mà cả hai biến mất đó, thì một thời gian sau bạn bè à, của ông chủ nhà liên lạc không được mới gọi báo cảnh sát thì cảnh sát mở cái cuộc điều tra và đến cuối năm 2020 mươi đó thì họ tìm thấy thi thể của cái ông chủ nhà ở tại một cái con suối nhưng mà thi thể bị chặt ra làm nhiều khúc và quăng khắp nơi ở cái con suối đó thì vốn dĩ cái vụ đó cảnh sát chưa có uh, giống như họ điều tra nhưng mà chưa có uh, tìm ra nghi phạm hay sao thì tự dưng cái tay này Alex Scott là sau khi mà rời khỏi Oklahoma đó đến New York thì đùng một ngày đi đến sở cảnh sát nhận tội mình giết ông Scodopo đó thì uh, vốn là bị án tù 40 năm cho cái vụ giết chặt thay ông chủ nhà rồi và trong đang trong cái quá trình chuyển giới ở trong nhà tù thì bây giờ phía công tố viên đó họ ở bên ngoài họ đang điều tra vụ án của một cái ông chủ tiệm cầm đồ giàu có ở New York City thưa quý vị à, đây là ông tên là Kenneth Savinsky Bị chết vào tháng Giêng năm 2021 Nghĩa là chỉ mấy tháng sau khi mà cái tay Alex dọn từ Oklahoma đến New York Thì ông này đã bị chết ở trong cái căn apartment sang trọng của mình Mà trên người đó đầy những cái dấu vết là bị dao đâm Và tài sản ở trong nhà là những cái món nữ trang rồi tiền bạc bị mất Thì cảnh sát khi mà họ điều tra họ phát hiện là À, một ngày trước khi ổng bị giết đó ổng đã lên những cái trang ứng dụng hẹn hò của dành cho những người đồng tính và ổng đã hẹn gặp một cái nhân vật tên là Jennifer thì à, cảnh sát tin là sau khi mà hẹn cái người tên jennifer này về đó thì à, bị hung thủ à, nổi lòng tham cướp của và giết ổng thì sau một à, sau khi mà điều tra một lúc thì cảnh sát mới tìm được là cái tên mà à, ghi là jennifer đó ip address ở đâu và dẫn họ đến nhà thì cuối cùng thì ra là cái tay Alex scott này nghĩa là tay này đó đã giết cái ông chủ tiệm cầm tiệm cầm đồ và sau khi mà xài hết tiền bạc thì chắc có thể là tinh thần cũng có vấn đề thôi quý vị cho nên mới đi đến sở cảnh sát nhưng mà lại thú tội cho một cái vụ án ở Oklahoma nhưng mà bây giờ cũng đã bị kết án thêm 30 năm tù cho cái vụ giết ông chủ tiệm cầm đồ ở tại New York City. Dạ vâng quý vị giữ mình chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thư thương mại bỏ trợ cho đây. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido Saigon TV trong chương trình Thời sự Thế Giới. Kính à, thưa quý vị, vụ ám sát tổng thống à, Kennedy vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 nó gây uh, rúng động dư luận của toàn thế giới. Và nơi đó, lúc đó thì uh, nếu như quý vị nào chúng ta đã từng xem cái video mà trong uh, cái bối cảnh mà lúc mà tổng thống Kennedy bị ám sát ở trên xe khi ông đang di chuyển cùng vợ với ông, chúng ta phải dùng một chữ là kinh hoàng khi mà chứng kiến những cái video đó. Nhưng mà ngày hôm qua thưa quý vị, lại thêm một đoạn video mới nữa được công bố về cái cảnh mà đoàn xe hộ tống của Tổng thống Kennedy phóng tới bệnh viện sau khi mà à, vị Tổng thống này bị bắn vào năm 1963 và đang được bán đấu giá rau, rau bán với giá à, vừa qua là 137.500 Mỹ Kim kết thúc à, cái phiên đấu giá của cái video này. Cái công ty bán đấu giá cái đoạn video này là các công ty Double à, à, R Auction ở Boston, Hoa Kỳ. À, cuối tuần vừa qua thì cũng đã bán đấu giá cái thước phim ghi lại cảnh đoàn xe hộ tống à, thọ, tổng thống Mỹ là ông John F Kennedy lao nhanh về phía bệnh viện Parkland Memorial ở Dallas sau khi ông bị bắn. Với cái mức giá khởi điểm của đoạn phim này đã được đưa ra đó là 12.100 đô la và đã bán được cái bản này với giá là 135.700 Mỹ kim cho một người đấu giá người này giấu tên tạm thời giấu tên thưa quý vị à, đây là một cái trong những cái đoạn video do ông Dell Carpenter là một cái người dân rất là bình thường khi mà ông ghi lại vào cái cảnh ngày 22 tháng 11 năm 1963 đó cho đến năm 2010 thì James Gates là cháu trai của ông Carpenter này mới phát hiện ra cái cuốn phim và khi mà người cháu trai này xem thử thì mới phát hiện được là những cái thước phim ghi lại cảnh mật vụ Clint Hill đã lấy thân mình che chắn trên chiếc xe limousine của à, mui trần của à, khi mà chở tổng thống đang lao nhanh tới bệnh viện và mật vụ hiu là một trong những người rất là nổi tiếng với cái hành động là à, khi mà vừa nghe cái tiếng phát súng mà bắn vào tổng thống Kennedy đó thì ông lau nhanh tới xe limousine đúng lúc mà tiếng súng này nó vang lên à, Bobby Livingston là phó chủ tịch của cái công ty mà bán đấu giá này cho biết rằng là cái thước phim của Carpenter nó mang tới cái cảm giác là người ta người xem đó, người ta cảm giác là nó kịch tính hơn nó thương tâm và cái đơn vị đấu giá Công bố một cái số ảnh chụp lại cái giải cái phân cảnh mà cái đoạn phim này đưa ra nhưng mà chưa có công bố cái video này chính thức ở trên mạng rồi. Thành ra đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là khi mà à, tổng thống Kennedy đã bị ám sát vào năm 1963. À, ông Kennedy đã bị trúng hai viên đạn, một viên ở lưng và một ở phía bên phải sau đầu và qua đời tại bệnh viện. À, nghi phạm được xác định là cựu lính thủy đánh bộ là Lee Harvey Oswald là người nhắm bắn từ tầng sáu của một cái trung tâm lưu trữ sách tại một cái library tại trường đại học ở Texas và chắc Rudy là một cái chủ quán bar cảnh sát hay thường lui tới cái quán bar của ông là sau đó đã bắn chết cái, cái cái tên mà tình nghi này khi mà lực lượng an ninh người ta đang áp giải anh ta tại cái tầng hầm ở sở cảnh sát của Dallas à, và đây là một trong những cái thước phim mà Lê Thái nghĩ rằng là rất là nhiều người trong chúng ta cũng trông chờ nó được công bố và sẽ được xem cái thước phim này nó như thế nào và theo lời bình luận của mà cái công ty bán đấu giá đó ông nói rằng á đây là một cái thước phim nó, nó nó mang kịch tính hơn và nó đau thương hơn thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem cái thước phim này được công bố và thưa quý vị uh, lại nói đến những cái đạo luật sắp sửa mà đưa có ở trên lá phiếu vào tháng 11 này ở riêng tiểu bang California cho các cử tri đi bầu uh, đó là một trong những cái đạo luật mà bây giờ đó ông Newsom không biết là ông uh, có ký thông qua hay không và sẽ đưa lên trên lá phiếu để cử tri quyết định liên quan đến cái chuyện là tiểu bang California sẽ có những cái chương trình đương nhiên là sẽ bỏ tiền ra để đền bù cho hậu duệ của những người à, nô lệ gốc phi châu thì cái chuyện này nó đã rầm à, rộ suốt từ năm ngoái cho đến bây giờ thì quý vị à, cũng nhớ đó là thứ nhất từ bang california đó là ông thống đốc ông đã lập ra một cái à, họ chỉ mới à, giống như là một cái ủy ban ủy ban này đó không có chính thức lập ra để mà giống như tìm hiểu nghiên cứu về cái vấn đề là sẽ đền bù cho hậu duệ của những người mà gốc phi châu từng là nô lệ ở tại california như thế nào cái đường hướng sẽ ra làm sao thôi nhưng mà cái ủy ban này không có phải là vĩnh viễn nhưng mà ông Newsom đó bây giờ thì ông nói là cái 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 dự luật gọi là SB1403 sẽ nằm ở trên lá phiếu vào tháng 11 này đó, nghĩa là bây giờ tiểu bang California họ muốn thành lập một cái cơ quan liên bang chính thức gọi là California American Freeman Affairs Agency thôi quý vị, nghĩa là một khi mà thành lập rồi đó cái ủy ban liên, cái, cái, cái cơ quan liên bang này sau đó họ có quyền đưa ra những cái chương trình hoặc là những cái à, nói chung là bây giờ thí dụ khi mà thành lập ra là họ có cái quyền sẽ um, propose lên là trả tiền đưa ra bao nhiêu tiền để mà đền bù cho những cái người gọi là hậu duệ của những người mà từng bị làm nô lệ ở california nhưng mà cũng có rất nhiều các cử tri ở california họ không có đồng thuận với lại cái vấn đề này đó là chúng ta phải đi ngược về lịch sử thưa quý vị đó là tiểu bang california đã từng sở hữu nô lệ hay chưa và có nhiều hay không và thật sự bây giờ chúng ta có cần phải trả giá cho cái chuyện mà thật sự chúng ta không có làm quá nhiều hay không thì chúng ta phải quay lại à, lịch sử đó là quý vị cũng biết cái cuộc chiến cái cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865. Nhưng mà tiểu bang California chính thức thành lập là 1850, nghĩa là chỉ mới trong vòng có 15 năm mà thôi. Và trước đó trước khi mà California chính thức trở thành một bang đó thì những cái năm đầu tiên mà khi mà có người nô lệ xuất hiện ở California là vào thập niên 1840 do những cái địa chủ ở miền Nam, họ đi đến cái vùng đất California để mà khai thác vàng thì họ đem nô lệ mà họ đã sở hữu ở miền Nam. Đến đây thì đương nhiên cái con số này nó không có nhiều thôi quý vị. Và sau đó khi mà chính thức thành lập thành tiểu bang rồi đó thì California Quốc hội California đã thông qua một cái đạo luật của riêng mình là cấm việc sở hữu nô lệ, cho nên những cái nô lệ mà ở đó là nó không có thêm ra nữa, rất là ít. Nhưng mà à, tiểu bang California bây giờ bị chỉ trích là tại vì trước khi mà cuộc nội chiến kết thúc thì quý vị cũng thấy là cái việc cái vấn đề sở hữu nô lệ là hợp pháp ở Hoa Kỳ. Cho nên trước à, khi mà nội chiến kết thúc đó thì ở Hoa Kỳ họ có một cái đạo luật à, như trong hình quý vị thấy gọi là Fugitive Slave Act nghĩa là những nô lệ nào mà bỏ chạy thì các tiểu bang nào mà nô lệ chạy đến đó, chính quyền phải truy bắt và trả những cái nô lệ này về cho chủ nhân của họ thì đương nhiên lúc đó nội chiến chưa kết thúc thưa quý vị cái việc sở hữu nô lệ là hợp pháp cho nên chính quyền tiểu bang california cũng phải thực thi cái đạo luật này đó là các giống um, um, như là cảnh sát hay là gì đó ở cái thời điểm đó họ bắt được các nô lệ chạy trốn đến đây và họ trả trao trả về cho chủ nhân của họ thì có thể là bị um, california bây giờ bị hậu duệ của những người nô lệ này vĩnh vào cái chuyện đó là tại vì chúng ta đã bắt lại những cái người nô lệ thời đó mà bây giờ bắt chính quyền nghĩa là lấy tiền thuế của người dân. Thật sự người dân California không hề sở hữu nô lệ nhiều nhưng mà bây giờ phía chính quyền dân chủ lại muốn lấy tiền thuế của người dân đi trả lại cho cái vấn đề mà thật sự chúng ta không có làm trước đó. Mà bây giờ cái chuyện mà phải phân chia tìm hiểu rạch rồi làm sao ai mới thật sự là hậu duệ của những người mà nô lệ vào cái thời 1865 đó là một cái vấn đề rất là nhiêu khê nhưng mà bây giờ phía chính quyền California muốn thông qua cái dự luật gọi là SB 1403 thành lập ra một cái cơ quan liên bang để mà có thể làm việc về cái vấn đề này. Kết à, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ kết thúc bản tin à, thời thời sự thế giới ngày hôm nay bằng một bản tin về hãng xe điện VinFast của Việt Nam. À, trong à, quý 2 vừa qua thì VinFast đã công bố là lỗ nặng trong quý 2 năm 2024. À, mặc dù là những cái công bố này chưa được kiểm toán của quý 2 chưa được công bố ra nhưng theo đó thì những cái doanh thu tăng đáng kể so với quý 1 năm 2024 nhưng mà nó lại là mức lỗ rồng cũng tăng mạnh trong năm trong quý 2 năm 2024 năm nay à, theo báo cáo của nhà sản xuất xe điện á, thì người ta ghi nhận cái mức lỗ tăng trong quý 2 năm nay vì chi phí mở rộng ra những cái thị trường nước ngoài cũng như là việc giá trị mà tài sản công ty bị suy giảm trong suốt thời gian vừa qua từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm 2024, công ty đã lỗ ròng là 773.5 triệu Mỹ Kim, tăng 27% so với quý 1 năm 2024 và tăng 40% so với cùng kỳ của năm 2023. Riêng trong quý 2 vừa qua của năm 2024 thì VinFast đã ghi nhận cái doanh thu đạt chỉ là 357 triệu Mỹ Kim mà thôi, tăng chỉ 33% so với 3 tháng đầu năm nay. Nhưng lại cái mức rủi ro thì người đại diện của VinFast nói rằng là cái điều này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty và chắc chắn là cũng sẽ lỗ tiếp tục trong những quý, quý sắp tới và vừa qua thì Vinfast cũng đã báo cáo là đã dừng lại hoãn ra mắt cái số cái cái số lượng xe vô thời hạn trong bối cảnh là cái doanh số bán xe ở Thái Lan đã sụt giảm vào hết tháng 8 năm 2024 vừa rồi và đây là một bản tin cuối cùng mà Lê Thống gửi đến quý vị trong chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình xin trân trọng kính chào